Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào buổi tối thứ sáu hàng tuần. Thì đây là một cái bản tin để chúng ta view lại tất cả những cái kịch bản đánh giá trong một cái bản trong trong một cái tuần cũ, tức là cái tuần giao dịch cũ. Sau đó thì chúng ta sẽ đi view qua một số các cái mã cổ phiếu rất là quen thuộc, các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành mà chúng ta liên tục theo dõi trong cái thời gian vừa qua. Và phần cuối của bản tin thì như thường lệ vẫn là một vài ý để chúng ta có những cái trao đổi, những cái định lượng về xu hướng thị trường trong tuần giao dịch mới, gọi là một phần của tháng 3 và một phần của đầu tháng 4, tức là tuần đầu tiên của tháng 4. Thì kết thúc tuần giao dịch cũ, tức là phiên ngày 19 tháng 3, thì Hùng đã ra bản tin video số 147 phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 3. Trong đó thì có nói đến câu chuyện là VN-Index sẽ test cung ở vùng 1.180 điểm. Phái sinh và VN30 thì sẽ test ở vùng 1.195 điểm để xác nhận xu hướng. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng trong tuần vừa qua tiếp tục là một tuần giao dịch rất là khó khăn của thị trường của chúng ta. Khi mà cái câu chuyện là sàn HOT tiếp tục bị lỗi và lỗi một cách trầm trọng, lỗi một cách nghiêm trọng, phải nói là như vậy. Có những cái phiên giao dịch mà chúng ta chỉ giao dịch được buổi sáng và đầu giờ chiều, tức là khoảng tầm được 10 phút, 13 giờ 10 thì sàn HOT chính thức bị lỗi. Và cái câu chuyện bị lỗi như vậy thì nó dẫn đến một cái câu chuyện là cái cung cầu của cổ phiếu, cung cầu trên thị trường mà chúng ta không thể nắm được. Và có rất nhiều bài báo viết rất hay và có những cái từ ngữ dùng cho cái thị trường chứng khoán Việt Nam, gọi là tù mù, đánh tù mù, thì thực sự là đánh tù mù. Và cái câu chuyện như vậy thì nó sẽ tác động hết sức là tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư nước ngoài, phải nói là như vậy. Trước cái kỳ cơ cấu quỹ ETF và HOT bị như vậy thì cái tính minh bạch nó không có, và các cái nhà đầu tư nước ngoài người ta cần cái lớn nhất đó, cái tính minh bạch trong cái quá trình đầu tư. Hiện tại thì cái xu hướng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn đang tiếp tiếp diễn. Chỉ có phiên phiên trong tuần thì có một hai phiên gì đó thì nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng. Tuy nhiên cái tỷ lệ mua ròng nó cũng không thực sự là lớn. Thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là biểu đồ VN Index trong tuần vừa qua trên biểu đồ MN5 để chúng ta phân tích về định lượng về sàn phái sinh. Thì điểm xanh này chính là cái điểm mà chúng ta ra bản tin video số 147 đó. Thì tại thời điểm đó thì VN Index của chúng ta đang khá là tốt, đang ở trên xấp xỉ ở cái ngưỡng cửa ở vùng 1.200 điểm ở đây. Vâng, có nói đến với các anh chị, chúng ta có một cái vùng ở đây, vùng test cung để xác nhận xu hướng là vùng 1.185 điểm rất là quan trọng ở đây. Vùng 1.185 điểm rất là quan trọng ở đây. Thì đến phiên giao dịch ngày thứ ba của thị trường thì mốc 1.185 điểm của VN Index đã bị đứt. Cùng với đó thì chỉ số VN30, đó chỉ số VN30 thì cũng có nói đến với các anh chị ở đây là vùng test cung ở vùng 1.195 điểm, 1.195 điểm ở đây ạ. Đó, và cũng là phiên ngày thứ ba thì cái chỉ số này cũng đã bị đứt ở vùng 1.195 điểm. Cùng với đó thì chỉ số VN30 F1M, VN30 F1M chính là chỉ số phái sinh, thì cũng có nói đến cho các anh chị một cái ngưỡng cửa hay một cái mốc hỗ trợ cực kỳ là quan trọng. Nó đồng pha với giai đoạn hiện tại thì Hùng nhận thấy là VN30 và phái sinh thì nó đang đồng pha với nhau và cũng lấy cái vùng 1.195 điểm làm cái ngưỡng hỗ trợ của nó. Tức là gì? Khi thị trường chung nó cũng giống như các mã cổ phiếu các anh chị, và khi thị trường chung nó bị mất hỗ trợ thì đó thì thì sẽ bị sọt mạnh ở sau đó. Thì cái vấn đề này và cái ý này thì Hùng đã chia sẻ rất nhiều trên bản tin. Và khi thị trường chung hoặc cổ phiếu bị phá hỗ trợ thì có 3 việc cần làm. Ba việc đó thì Hùng đã nhắc rất nhiều trên các bản tin tuần để các anh chị phải lưu ý. Và hôm nay thì Hùng nhắc lại, và cái bản tin này thì chúng ta chủ đạo để chúng ta nói về những cái kỹ năng ở trong cái quá trình đầu tư, chúng ta nói những cái kỹ năng trong cái việc mà chúng ta phải đối mặt với những cái tình huống khó khăn của thị trường thì chúng ta cần phải làm gì. Thì ba cái việc mà khi cổ phiếu mất hỗ trợ hoặc thị trường mất hỗ trợ thì theo Hùng, theo cái góc nhìn của Hùng Lê, các anh chị có thể tham khảo đó. Chúng ta không tranh luận về mặt quan điểm trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Đấy là cái thứ nhất, Hùng thông suốt từ đầu như vậy. Quan điểm Hùng như vậy, các anh chị thấy ok chúng ta làm. Thì với góc nhìn của Hùng, với quan điểm của Hùng thì khi cổ phiếu bị mất hỗ trợ và thị trường bị mất hỗ trợ
thì chúng ta nên làm gì? Việc thứ nhất là chúng ta nên bán chốt lãi. Bởi vì đây là một cái việc làm nó rất là dễ thôi, nhưng mà cũng rất là khó. Đa phần thì rất nhiều anh chị em nhà đầu tư của chúng ta đang có lãi các anh chị nhá, đang lãi, lãi ít lãi nhiều, và sau đó thì mọi người níu kéo một cái tâm lý là à, mình đang lãi như thế này thì bán ra lỡ may cổ phiếu nó hồi thì nó sẽ như thế nào đó. Thì rất nhiều nhà đầu tư và bản thân các anh chị, khi các anh chị nghe những đến cái phần này thì các anh chị thử ngẫm lại là mình đã có bị mắc cái sai lầm đó hay không. Đó, thì đang lãi bị mất lãi, tức là lãi bị giảm dần và sau đó lãi về không rồi thì mọi người lại mang một cái tâm lý là à, đang lãi tôi không bán, lãi về không bây giờ bán lỡ may nó lại hồi, thì sau đó thị trường nó sập và chúng ta bị mất lãi. Đó, thì cái câu chuyện là đang lãi trở thành lỗ ngược là một câu chuyện rất thường gặp của rất nhiều anh chị em nhà đầu tư. Đó, thì cái việc đầu tiên với quan điểm hùng là khi thị trường mất hỗ trợ thì chúng ta chốt lãi, lãi ít lãi nhiều, chốt lãi nó không bao giờ có sai hết các anh chị. Tiền khi mà chúng ta bán rồi đó về tài khoản của mình thì đấy là tiền của mình, còn cái tiền mà đang ở trong cổ phiếu đang tạm tính thì cái tiền đó là tiền của ông Mr. Thị trường, ông có thể lấy của anh chị bất kể một lúc nào đó, bất kể một lúc nào có thể lấy đi. Rồi cái việc thứ hai với quan điểm hùng đó là đối với các cái tài khoản margin thì chúng ta phải thường xuyên soi cái tỷ lệ margin. Tại sao chúng ta phải soi tỷ lệ? Bởi vì khi thị trường nó sập á, thì nó sập rất là nhanh. Vì vậy và khi nó sập rất là nhanh thì dẫn đến cái tỷ lệ margin của chúng ta cũng thay đổi hết sức là nhanh chóng. Và cái câu chuyện là khi mà tỷ lệ margin thay đổi hết sức là nhanh chóng như vậy thì như nào các anh chị, thì chúng ta sẽ bị call hoặc là sẽ bị thậm chí là bị bán luôn, tức là chúng ta bán không kịp trở tay. Tức là các công ty chứng khoán khi mà cái tỷ lệ mà bị vi phạm là người ta bán luôn đó. Ví dụ như có thời gian thì người ta sẽ báo cho mình, nhưng ngược lại không có thời gian là người ta sẵn sàng, người ta đặt giá sàn để người ta bán luôn, để người ta đưa về cái tỷ lệ an toàn, ví dụ như là 0.3 hoặc 0.35. Và đấy là cái việc thứ hai, tức là chúng ta phải hạ tỷ trọng margin về cái mức an toàn và trong cái ngưỡng kiểm soát của chúng ta đó. Danh mục cổ phiếu nào đang bị yếu, cổ phiếu nào đang yếu chúng ta phải chủ động là việc thứ hai. Cái việc thứ ba là khi thị trường mà bị mất hỗ trợ thì chúng ta cần phải duy trì một cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu hợp lý. Cái tỷ lệ này để làm gì? Để khi thị trường nó giảm xong thì chúng ta có những cái tín hiệu tích lũy tạo nền ở đáy thì chúng ta sẽ như thế nào anh chị? Chúng ta sẽ mua lại các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm để chúng ta sử dụng phương pháp chém cá ở trên thớt. Thì đấy là một cái góc nhìn cũng lên như vậy. Và đây thì đến khoảng tầm sớt lại đến khoảng tầm độ 11 giờ đúng không ạ? 11 giờ của phiên giao dịch ngày thứ ba. 11 giờ của phiên giao dịch ngày thứ ba. Giờ thì bắt đầu khi đó thì cũng quan sát thấy cái tín hiệu của VN Index bị mất cái vùng 1.185 điểm, VN30 đó, VN30 cũng mất nốt các cái vùng hỗ trợ rất là quan trọng. Và đến cái thời điểm này tức là 11 giờ ngày đây ngày thứ ba các anh chị đây đó, thì đến đây này ngày 23 tháng 3 11 giờ, thì khi đó thì bắt đầu nhận diện thấy những cái tín hiệu kỹ thuật khá là xấu, và tại thời điểm này thì ông đã có một cái khuyến nghị là bắt buộc là chúng ta buộc phải bán cổ phiếu một phần, bởi vì khi mà những cái tín hiệu này bị vi phạm thì thị trường chung nó sẽ rất là xấu đó, và phái sinh và cái mốc chốt chặn cuối cùng của phái sinh đấy. Và đến đến kết thúc phiên giao dịch ngày 1150 1135 mạng nó hơi kém. Và đến kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ tư, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư, tức là lúc đó thì cũng tiếp tục đưa cái điểm hội tụ của thị trường, đưa cái điểm hội tụ của thị trường về vùng 1.150 điểm, đưa hội, vùng hội, hội tụ của thị trường về vùng 1.150 điểm. Tức là sau những kết thúc cái phiên giao dịch, tức là 11 giờ của ngày thứ ba là đã bắt đầu bị phá vỡ, thì tại thời điểm đó khuyến nghị bán. Và sau đó đến kết thúc phiên giao dịch ngày thứ tư thì cũng đã đưa cái điểm hội tụ của toàn bộ thị trường
gồm có chỉ số VN Index, chỉ số VN 30 và chỉ số VN 30 F1M về vùng 1.150 điểm. Về vùng 1.150 điểm, đó là cái vùng dự kiến các anh chị nhé. Bởi vì khi thị trường nó rơi ấy, khi thị trường nó rơi thì chúng ta sẽ phải dò tìm lại những cái vùng hỗ trợ thấp, đúng không ạ? Khi vùng 1.195 điểm của phái sinh bị phá thì cái khả năng VN30 nó sẽ rơi về đến cái vùng nào? Thì tại cái thời điểm đó thì Hùng đã tính toán đó, tính toán đến cái vùng 1.150 điểm cho bộ ba chỉ số chung của toàn thị trường. Và nếu như cái vùng 1.150 điểm này bị phá thì Hùng đã đưa ra một cái kịch bản nó xấu hơn. Tức là khi một vùng 1.150 điểm bị phá thì phái sinh có thể rơi về vùng 1.140, VN30 có thể về vùng 1.135 và VN Index có thể là về vùng 1.130 điểm. Đó, thì cái câu chuyện là cái mốc của VN30 bị phá, VN Index bị phá nó nằm ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Đó, trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Và chúng ta có thể nhìn thấy đây, đúng không ạ? Khi cái vùng 1.000 các anh chị đây, cái vùng 1.150 điểm bị phá thì cũng đã có một cái tính toán dự kiến là khả năng thì VN Index có thể bị đạp về vùng 1.130 điểm và phiên ngày hôm nay đây là điểm sâu nhất của nó là 1.137 điểm, tức là còn khoảng 7 điểm nữa thì về đến cái vùng mùng dự báo và sau đó cái cầu long bật lên. Đó, cùng với đó thì VN30 cũng dự báo là khả năng sẽ về ở khoảng vùng 1.135 điểm. Đó, và VN30 F1M ở khoảng vùng 1.140 điểm thì phiên ngày hôm nay là VN30 F1M cũng suy soát cái câu chuyện là nó về đến gần vùng 1.140 45 điểm, tức là cách cái vùng mùng dự báo ở đây nó cũng suy soát thôi đây các anh chị. Đó. Thì cái câu chuyện về thị trường chung đấy là toàn bộ cái diễn biến của thị trường chung ở trong tuần vừa qua và mấu chốt vấn đề nó nằm ở cái lúc mà 11 giờ của phiên giao dịch ngày thứ ba, toàn thị trường bị mất những vùng hỗ trợ rất quan trọng và vùng hỗ trợ đó bị mất thì có 3 việc cần làm. Các anh chị nhớ ghi lại trong giấy bút để sau này mình thực hành. Rồi, mất khoảng 12 phút để chúng ta nói về thị trường và chúng ta sẽ đi view một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành chính các anh chị nhé. Và sau đó thì cũng sẽ có một vài ý để chia sẻ về tình hình thị trường, những cái nhận định về xu hướng thị trường trong tuần mới. Rất là khó khăn đúng không các anh chị? Vâng, rất là khó khăn đối với thời điểm hiện tại thì tất cả những anh chị em nhà đầu tư chứng khoán là rất là khó khăn. Đối với VIX thì trong tuần vừa qua cái điểm xanh này chính là phiên kết phiên ngày 19 tháng 3, chính là bản tin tuần video số 147 thì chúng ta sẽ đánh dấu lên đây để chúng ta xem thử là trong một tuần vừa qua thì các cái mã cổ phiếu của chúng ta đang vận động như thế nào, tăng hay giảm, đi ngang hay sideways, hay có những cái tín hiệu kỹ thuật gì, diễn biến gì mới thì chúng ta sẽ phân tích. Thì đối với VIX hiện tại là đang tích cực khi mà hai phiên kết tuần có một cái lực cầu tương đối ổn định và dự kiến với lực cầu này thì sẽ đưa VIX về đâu đó khoảng vùng 115. Những mã cổ phiếu nào còn điểm mua, có điểm mua thì Hùng sẽ nói, những mã cổ phiếu nào mà không có điểm mua hoặc không nói đến cái điểm mua hoặc nắm giữ thì gần như là chúng ta không có điểm mua. Chúng ta sẽ hiểu nôm na một cái kịch bản như vậy. Và trong cái bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi dò lại cái điểm hỗ trợ của cổ phiếu. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai đó là phiên giao dịch ngày hôm nay là một phiên có một cái tín hiệu rút chân trên tất cả các mã cổ phiếu. Tuy nhiên dưới góc độ của Hùng thì thị trường sẽ chưa chạy được ngay đâu, cổ phiếu sẽ chưa chạy được ngay đâu và nó sẽ có những phiên lấp gáp. Đó, và lấp như thế nào thì chúng ta sẽ có thể phân tích thêm cái câu chuyện lắp ráp thì cái nội dung của trong cái bản tin khi chúng ta view lại cổ phiếu thì các anh chị sẽ nắm được cái chủ đề như vậy thì mọi người sẽ tiếp cận nó sẽ dễ dàng hơn. Đối với Vinhome thì đây cái vùng hỗ trợ của Vinhome ở đây là vùng 95. Trong tuần thì đã có những điểm phá 95 nhưng khả năng thì Vinhome sẽ có những cái điểm lình xình ở quanh 95, nếu mốc 95 bị gãy thì xu hướng sẽ đi về vùng 90. Cổ phiếu VRE, bản chất VRE sau một cái thời gian tích lũy đi ngang và nó đã đánh mất cái vùng 34 trong phiên giao dịch ngày thứ ba và chính vì vậy nên là sau khi nó bị mất thì nó sẽ rơi. Đấy là câu chuyện là như vậy. Tức là các anh chị nắm được một nguyên lý như sau: khi thị trường chung mất hỗ trợ thì thị trường chung cũng sẽ bị rơi, khi cổ phiếu mất hỗ trợ thì cổ phiếu sẽ bị rơi và sẽ rơi về đâu thì thường là sẽ rơi về cái vùng hỗ trợ gần nhất. Thì bản thân là cái vùng hỗ trợ gần nhất
32.8 của VRE cũng đã bị phá thì nó sẽ rơi về vùng hỗ trợ tiếp theo. Đó, trong cái quá trình nó rơi ấy, thì nó sẽ rơi như vậy. Và trong cái quá trình nó lên thì nó cũng chúng ta cũng xây từng cái mốc như vậy thì chúng ta sẽ nắm được cái quy luật như vậy, thì khi mà Hùng nói thì các anh chị sẽ tiếp cận vấn đề nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cổ phiếu Sapeco thì cũng như vậy, trong tuần thì nó đã bị mất vùng 177 và xu hướng hiện tại như này thì Sapeco khả năng sẽ cán về vùng 170, đó là vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không thì chúng ta sẽ phân tích họ của Vinamilk trước. Đối với Vinamilk thì hiện tại là chúng ta đang phân tích một cái sóng xuống trong một cái biên hẹp của Vinamilk, đã nói ở đây là vùng 100 đến khoảng vùng giá 103, và trong tuần thì Vinamilk cũng chính thức bị mất cái vùng 100, chính vì vậy nên là cổ phiếu nó sẽ có xu hướng rơi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Và vùng hỗ trợ của Vinamilk hiện tại đó là vùng 95 đến vùng 96.5. Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát những cái động thái ở đây. Hiện tại thì tín hiệu của Vinamilk tương đối xấu. GTN, một cái mã cũng nằm trong cái nhóm của họ Vinamilk. Thì GTN trong tuần cũng đã bị đánh mất vùng hỗ trợ ở đây là vùng 23.5, và vì bị mất hỗ trợ nên xu hướng là GTN sẽ đi về cái vùng biên 21.5 đến vùng 22, và chúng ta sẽ quan sát những cái tín hiệu tạo nền ở đây. Đó, nếu trường hợp mà sang tuần tới bị phá cái mốc 22.5 thì như vậy là GTN sẽ rơi, và nó sẽ rơi rất mạnh ở đằng sau đó, bởi vì khi mà mất cái vùng hỗ trợ này thì gần như nó là mất hết tất cả. Tín hiệu hiện tại của GTN xấu. Đó, đường MACD cắm đầu đi xuống, đường dòng xu hướng dòng tiền. Đó, xu hướng dòng tiền bắt đầu từ cái điểm này là bắt đầu nó đi xuống rồi các anh chị. Đó, bắt đầu từ đây. Đấy, bắt đầu từ đây này, nó bắt đầu từ đây là dòng tiền bắt đầu có xu hướng đi xuống, và khi dòng tiền có xu hướng đi xuống thì gần như các mã cổ phiếu một là đi ngang, hai là giảm giá. VLC cũng như vậy, VLC thì cũng đã có nói với các anh chị ở đây, chúng ta vào 10% ở vùng 38.5, vùng 36 tiếp tục có một điểm mua, vùng 32, 32.5 chúng ta tiếp tục có một điểm mua, và vùng 28 đến vùng 29 có một điểm mua. Mỗi điểm mua chúng ta chia nhỏ ra để chúng ta gom dần cái vị thế, và sau khi gom hết những cái vị thế này rồi khi đó cũng sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Bản thân trong ngắn hạn thì cổ phiếu này cũng đang bị chỉnh giảm. VDC đây, VDC thì về mặt lý thuyết là trong tuần thì VDC đã bị mất biên ở biên 129, nhưng kết tuần thì đã lấy lại được biên 129. Thì như vậy là cái góc độ tích cực của cổ phiếu này nó vẫn tích cực hơn cả so với những mã cổ phiếu khác, tức là vẫn nằm ở trong cái biên hỗ trợ. Dòng tiền bắt đầu có tín hiệu hồi, tín hiệu mát cũng hồi, như vậy thì khả năng sang tuần thì VDC sẽ vẫn giữ được cái biên 129 đến 131 và có thể kỳ vọng một cái lực phục hồi T cộng ở đây. Ở những anh chị có cổ phiếu này thì có thể bắt để chém cá trên thớt, mở mua mới không khuyến nghị. Cổ phiếu HVN. Đối với HVN hiện tại thì cơ bản là tích cực hơn so với những cái dòng cổ phiếu khác. Mục tiêu của HVN Hùng đang xây ở đây đó là vùng 34.5, và đi được đến vùng 34 thì đang chỉnh giảm lại tích lũy về mặt kỹ thuật. Trong những cái điểm ngắn hạn thì cái vùng 31.5 của HVN trở thành một cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này, và những tài khoản đang cầm thì chúng ta sẽ quan sát cái hỗ trợ này, không gãy chúng ta tiếp tục cầm. Và khi thị trường chung ổn định trở lại và có một cái dòng tiền bắt trở lại khoảng trên 2 đến 3 triệu cổ phiếu thì các anh chị hoàn toàn đang cầm nắm có thể mua thêm. Mua mới thì tùy các anh chị nhé. Ông chỉ dành khi nào mà ông bảo mua cho các cái tài khoản đang cầm thì các anh chị phải lưu ý là trong tài khoản của mình đang có HVN. ACV thì trong tuần bị mất biên hỗ trợ 74 thì nó có xu hướng đó các anh chị, đây, đây hỗ trợ bên này thì bây giờ nó cũng sẽ có xu hướng ở trong hình elip này. Nó sẽ có xu hướng kiểm tra lại vùng 71, 71 trên 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 tuần. Ở đây thì xu hướng như vậy thì nó sẽ kiểu kiểu như thế này. Đó, về đến vùng hỗ trợ nó sẽ tích lũy ở cái vùng này trước khi mà phát đi những cái tín hiệu tiếp theo. AST mục tiêu đi về vùng 7x nhưng đi được đến khoảng vùng 66 thì đang bị cái thị trường nó đạp, nên là cổ phiếu này cũng không thể lộn ngược lại thị trường. Trong tuần thì cổ phiếu này bị mất hỗ trợ 62. Đây các anh chị, phiên ngày thứ 3
phiên ngày thứ ba bị mất hỗ trợ 62, và khi bị mất hỗ trợ thì nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở đây đó. Thì bên này cái hỗ trợ của nó 58.5 thì phiên ngày hôm nay cũng chạm 58.5 để bật lên. Về mặt kỹ thuật thì hiện tại là cổ phiếu này sẽ chưa thể bật bật ngay được, mặc dù là dòng tiền thì đang đi ngang rồi, nhưng tín hiệu mác đang cắm đầu như này thì nó sẽ rất là khó, nó phải chờ những cái tín hiệu kỹ thuật. Mặc dù đây đây chỉ là hai cái tín hiệu thôi đó, và chúng ta phải soi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật khác, nhưng hai cái cơ bản này mà nó đã không đạt thì những cái khác nó cũng không đạt, và xu hướng thì chúng ta sẽ quan sát thêm cái vùng hỗ trợ ở đây. BVH và họ Mansan. BVH ở thời điểm hiện tại thì cũng đang gọi là chúng ta đang mô phỏng một cái đường đi của BVH ở một cái biên kháng cự là vùng 62 và vùng hỗ trợ ở đây là vùng 57.5, và trong tuần thì cũng đã có những cái điểm đánh về vùng này. Xu hướng trong tuần mới thì tiếp tục quan sát cái vùng hỗ trợ, mặc dù là có một cây nến rút chân ở đây các anh chị nhé, nhưng mà quan điểm của Hùng là sẽ trả trả lại nến này, trả lại nến này rồi mới có thể đi tiếp được. Mansan tiếp tục đi ngang ở trong biên hẹp, và cái biên hẹp này thì chúng ta sẽ lấy biên 85 và biên kháng cự là biên 90, và trong tuần thì Mansan cũng không có cái yếu tố gì đột biến cả. MML thì hiện tại trên góc độ kỹ thuật thì cũng đang nhìn thấy vùng 55, tức là cái vùng 54 đến vùng 55 là vùng kháng cự ở đây, thì cổ phiếu cũng đang đi ở trong cái biên kháng cự. Trên góc độ kỹ thuật các anh chị có thể nhìn ở trên trend tuần thì cũng đánh giá rằng hiện tại đang khá là tích cực, khá là ok, và khả năng với cái ý đồ hiện tại thì cổ phiếu này đang có xu hướng đánh break nền 55 thì chúng ta tiếp tục cầm nắm. MSR ở đây thì chúng ta đang nói đến vùng kháng cự của nó ở khoảng vùng 23, vùng 23.5, và cứ chạm kháng cự thì chúng ta mang hàng ra chúng ta bán thôi, và bây giờ thì cổ phiếu đang về lại vùng hỗ trợ, và hỗ trợ của em này ở quanh vùng 20. Phiên này có một cây nến rút chân nhưng nó sẽ trả lại gap ở đây và sẽ tiếp tục quan sát ở vùng hỗ trợ 20 trước khi mà chúng ta sẽ có những cái đánh giá tiếp theo. MWG ở trong thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều dư địa các anh chị. Dòng tiền thanh khoản thì ngày càng teo túp đi đúng không ạ? Và hôm nay thì đã đánh chạm về vùng hỗ trợ 123, 125. Kháng cự dày ở đây ở vùng 135 thì cũng không thể vượt qua được. Tức là cái mô hình của em này thì đang khả năng là sẽ đi theo cái mô hình ở trong biên hẹp này thôi, cũng chưa có nhiều cái dư địa. PNG và phân tích một số các cái nhóm ngành nhựa. PNG thì trong bản tin tuần trước thì cũng có nói đến cái biên ở đây, nó là biên 83 đến biên 85. Nhìn trên trend tuần thì đẹp lắm rồi, tức là nó chỉ cần cái sự đồng thuận của thị trường nữa thôi, thì sự đồng thuận của thị trường nữa thôi thì khả năng PNG sẽ đánh vượt thoát vùng 85, và cái kịch bản của PNG đến thời điểm hiện tại cũng đang dự báo là kịch bản đánh lên. Thì với những anh chị mà đang cầm thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Khi có một cái lực cầu đánh thoát vùng 85 với một cái lực cầu khá ở trên 1 đến 1,5 triệu cổ phiếu thì chúng ta có thể mua thêm. Nhựa Bình Minh trong tuần bị mất hỗ trợ 61 đó các anh chị, khi cổ phiếu bị mất hỗ trợ tức là chúng ta bị sai xu hướng, chúng ta bị sai tư duy thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải bán. Đó, và sau khi nó bị mất hỗ trợ thì nó đạp một phát từ vùng đây. Hỗ trợ là 61 và trong phiên ngày hôm nay có lúc nó chạm vùng 56, tức là chạm lại cái biên hỗ trợ ở bên này, chạm lại cái hỗ trợ ở đây thì có một cây nến rút chân lên. Tuy nhiên một cây nến rút chân như này thì nó cũng sẽ chưa thể nói lên được cái xu hướng của cổ phiếu, mà nó cần thêm ít nhất khoảng 2 đến 3 cây nến liền sau nó ở đây để chúng ta xác nhận cái xu hướng kỹ thuật. Thì nếu mà những anh chị mà học về phân tích kỹ thuật thì các anh chị sẽ rất hiểu rõ về 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 những cái này, và chỉ cần Hùng nói qua như vậy là các anh chị sẽ nắm bắt được. Cổ phiếu ba con a hiện tại như thế nào đây? Trong cái dư địa mà chúng ta phân tích một sóng lên đó là mục tiêu sẽ chạm về khoảng vùng 17 năm đến vùng 18 và đi được đến vùng 17 mấy đây này, thì nó đi ngang thì sau đó thì cũng có nói đến cái vùng đây là vùng 17 năm ở đây này,
Xin lỗi cả nhà, vùng 16 năm chính là cái vùng hỗ trợ của nó, và trong tuần thì chính thức là nó cũng bị phá cái biên hỗ trợ. Và khi nó bị phá biên hỗ trợ thì thường nó sẽ rơi về những cái vùng hỗ trợ sâu hơn, và cái vùng hỗ trợ sâu của Ba Na trong phiên ngày hôm nay nó đã rơi về vùng 3,15. Thì trên góc độ kỹ thuật thì nó cũng như vậy thôi, nó sẽ cần thêm cái thời gian ở đây để nó ổn định lại cung cầu ở quanh vùng 15, khi đó thì chúng ta mới có thêm được những cái đánh giá tiếp theo. DAG mục tiêu là đi về 7,5 đến à đây, đi về mấy đấy, 7,7, mà đi được 7,5 thì đổ. Và đổ lại như thế này thì nó cũng chưa thể là hồi phục ngay được đâu các anh chị, nó sẽ đi về test lại biên hỗ trợ này mấy đấy ạ, 6,7. Nó sẽ test lại cái biên hỗ trợ này 6,7, khả năng sẽ thêm 1 đến 2 phiên nhì nhằng ở đây nữa, rồi khi đó chúng ta sẽ phân tích tiếp theo, tín hiệu tiếp theo. PLP khuyến nghị ở quanh vùng 11,5 đến vùng 12 chốt đó đúng không ạ, và bây giờ thì em này đang xuống rồi. Sau một cái nhịp trình giảm này thì nó khả năng sẽ ở khoảng vùng 9,5 đến khoảng vùng 9,8 ở đây. Nó sẽ hội tụ cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở đây, thì về đến đây thì xu hướng là PLP sẽ ngừng rơi, và các tài khoản mà đang cầm có thể sử dụng phương pháp để chúng ta chém cá ở trên thớt. J và một số các cái mã ngành công nghệ. J thì chúng ta nói đến cái vùng 55, trong bản tin tuần trước thì cũng đã nói đến cái câu chuyện là J sẽ test lại vùng 55, nhưng điểm test này bị thất bại. Ở phiên ngày hôm nay thì J bị đẩy khá mạnh, tuy nhiên cái lực cầu cuối phiên thì cũng đã để kéo J về lại gần cái vùng 5,5,5,4,5,5 ở đây. Thì chúng ta sẽ cần thêm một cái cây nến ở phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba để đánh giá tiếp cái tín hiệu tiếp theo. Hiện tại thì đường MA cắm đầu và dòng tiền đi ngang, thì xu hướng là cổ phiếu nó cũng sẽ chưa thể tăng mạnh được. Có thể nó sẽ vẫn còn đi ngang ở trong cái thời điểm hiện tại trước khi mà nó có những cái động lực tiếp theo. FPT kháng cự ở vùng 80 và hỗ trợ ở vùng 75, và trong như vậy là trong cái thời điểm hiện tại thì cổ phiếu này đang có một cái mô hình chúng ta sẽ tạm 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 ghi là như này anh chị đó. Thì về đến cái hỗ trợ thì nó lại tăng lên, và về đến cái kháng cự thì nó lại bị đập lại. Thời điểm hiện tại vì sao mà những cái mã cổ phiếu lớn hoặc là những cái mã cổ phiếu blue chip vừa nó không bứt được, nó có thì nó cũng quay đi quay lại, nó chỉ có mấy lý do đó thôi. Hốt thì lỗi đó, nhà đầu tư nước ngoài thì bán ròng, tâm lý nhà đầu tư trong nước thì chán nản với cái chán trường với cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Việt Nam đúng không ạ, thì như vậy thì nó lấy đâu động lực ra để mà kéo, lúc dòng tiền nó đang kéo lên thì đang kéo nửa chừng thì nó đứt dây đàn, đang thế thì làm thế nào được đúng không ạ, quá là buồn cho một cái hoạch định về tương lai đúng không ạ. Nâng hạng thị trường rồi các bác toàn vẽ hươu vẽ voi gì, nhưng mà cuối cùng là hệ thống đứt hết, như thế thì còn nâng cái gì nữa các anh chị, đang cần một cái thanh khoản lớn, đang cần một cái khối lượng lớn, thế mà các bác lại coi như đường không đi được đó. Chịu. DigiWall, như vậy đến thời điểm hiện tại là chúng ta phải xác nhận với nhau đó là đi được cái vùng 131 trên vùng 134 trong vùng giá mục tiêu, test cung ở vùng 100 100 mấy đây ta, 119,5 bị thất bại. Đây là những cái tín hiệu test cung bị thất bại này, đường đấy, dòng dòng tiền cái cách nhìn cổ phiếu của Hùng nó đơn giản lắm. Chỉ cần nhìn dòng tiền là biết là cái xu hướng cổ phiếu rồi. Đó, và dòng tiền mà đang như thế này thì cổ phiếu nó chỉ có đi ngang hoặc đi xuống, ít khi nó tăng được. Thì nó cũng như vậy thôi, đầu tiên nó phải rơi về cái hỗ trợ này này. Đó. Đầu tiên nó sẽ rơi về hỗ trợ này, vùng 107 đến vùng 110. Hỗ trợ này mà không trụ được thì nó lại đi về cái vùng hỗ trợ sâu hơn, và nó cứ rơi. Khi mà chúng ta xây xây target lên anh chị thì chúng ta cũng xây từng nấc, và khi mà nó xuống thì chúng ta cũng dò tìm theo từng cái nấc xuống như vậy. ITD thì cơ bản là tích cực khi mà thị trường chung bị đạp khá là mạnh, nhưng cổ phiếu này không bị gãy hỗ trợ ở vùng 12,25. Cổ phiếu này thì view ở trên trend trung hạn, và mục tiêu ngắn thì vẫn là target ở vùng 14 đó, vẫn chưa đạt được thì chúng ta sẽ kỳ vọng lên như vậy. Cổ phiếu ICT như vậy là trong cái đoạn ngắn này thì nó cũng đang đánh khá là ngắn, nó có vùng hỗ trợ này, vùng 20 này, và cái vùng hỗ trợ đây là vùng 21,5. Gặp hỗ trợ thì chúng ta mua, gặp kháng cự chúng ta bán, và kháng cự ngắn của cổ phiếu này thì đang nằm ở khoảng vùng 24, cứ về đây thì bị mất.
Cổ phiếu CMG cũng như vậy thôi. CMG thì kháng cự đây các anh chị này. Đó, vùng 39 đến vùng 40 thì chúng ta mang hàng ra bán. Khi những anh chị em mà xem được những cái bản tin tuần của Hùng á, thì chắc chắn là mọi người sẽ vừa về khi cổ phiếu về đến vùng 39 đến vùng 40 ở đây thì các anh chị sẽ không mua nữa, đúng không ạ? Chắc chắn là như thế. Bởi vì về đến kháng cự chúng ta mua làm gì? Hùng đã bảo đừng có mua, tại sao cứ phải mua? Đó, mà về đến hỗ trợ này. Đấy, hỗ trợ thứ nhất test cung bị thất bại này, 37 này, trong tuần test cung thất bại. Đến test điểm thứ hai ở vùng 35, phiên ngày hôm nay thì đạp qua 35 nhưng cuối phiên lại lấy lại được vùng 35 thì đây nó có hỗ trợ 35 ở đây. Hỗ trợ này thì sang tuần chúng ta cũng cần phải xem xét lại hỗ trợ này, và cái vùng 35 mà nó không trụ được á, thì xu hướng nó sẽ đi về đây này, 33 thì khả năng là sẽ ổn nhất. Ở vùng 33 đến 33.5 thì đây là cái hỗ trợ khá là tốt của em này đây này. Khả năng là sẽ đi về hỗ trợ này. Về hỗ trợ này đấy, nó tích lũy đình trình như này thì chúng ta sẽ xem cái tín hiệu tạo nền, và khi đó thì chúng ta mua thì nó sẽ rất là ok. Rồi, chúng ta view nhanh qua nhóm ngành xây lắp. Hiện tại thì nhóm ngành xây lắp ở trong tuần vừa qua cũng không có nhiều các cái yếu tố đột biến. Novaland không có gì thay đổi. Cái mô hình vòng cung ở đây thì cũng đã nói với các anh chị rồi. Cô Tích Công đây, trong tuần chính thức bị mất cái biên 77.5. Thì câu chuyện là cổ phiếu bị mất hỗ trợ thì như vậy thôi, nó chỉ đạp thôi. Đó, nó chỉ đạp thôi. Và nó đạp thì đạp về đến vùng 72 và hỗ trợ 72, hiện tại cũng đang bị mất, dòng tiền đang cắm đầu đi xuống như này thì báo hiệu rằng cổ phiếu nó đang rất là xấu. Thì phiên ngày thứ hai nếu như Cô Tích Công mà bị out ra khỏi cái hình elip vùng đang vẽ ở đây thì nó sẽ có xu hướng đi về lại những cái vùng hỗ trợ sâu hơn ở dưới này, và những cái vùng hỗ trợ đó thì chúng ta có thể tính toán ở khoảng vùng 65.5, quanh vùng 65 đến vùng 65.5. Cổ phiếu HTN là một cái mã mà chúng ta cũng view dài, mục tiêu đánh về vùng 50. Trong tuần thì cổ phiếu đã có những điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật như thế này thì cũng gọi là chỉnh giảm kỹ thuật thôi, nó chưa bị phá trend. Cái vùng hỗ trợ dài của em này trong một cái kênh xu thế trung hạn đó là vùng 39 đến vùng 40 thì phiên thứ hai tuần tới 42.5 chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở đây. HDC hiện tại đi ngang không rõ xu hướng, và trường hợp nếu như bị mất 43 thì các anh chị lưu ý chúng ta nên bán. HDG trong tuần test cung ở vùng 46 bị thất bại, chính vì cái sự thất bại này nên xu hướng hiện tại thì HDG sẽ đi về khoảng vùng 39 đến vùng 40, đường mác cắm, dòng tiền cắm, giảm. HBC hiện tại, HBC cũng xấu nhỉ. Như vậy là HBC cái vùng ở đây vùng 19.5 đến vùng 20 là một trong những cái thành trì khá là khó công. Đấy, điểm công này thất bại, điểm công này đến thời điểm hiện tại cũng xác nhận là thất bại khi nó lại phải lùi về lại vùng hỗ trợ. Đây, hỗ trợ 16.5 đến vùng 17, các tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ canh quanh cái hỗ trợ này. Trường hợp hỗ trợ này vẫn được giữ thì các anh chị có thể đảo hàng khi mà có những cái tín hiệu xác nhận về cái sự đảo pha xu thế của cổ phiếu. Còn nếu mà chưa có cái tín hiệu xác nhận đảo pha xu thế thì như vậy là chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ chưa giải ngân. VCS thì tích cực hơn cả khi dòng tiền tiếp tục duy trì ổn định trung bình 21 phiên. Đã cán hoàn thành cái mùng 95 trên 95 và dự kiến thì tuần tới khỏe thì nó sẽ đánh khoảng về vùng 100. Về đến vùng này thì anh chị em nào có hàng thì mang ra mà chốt. Đạt Phương trong tuần bị mất biên hỗ trợ nhưng mà cuối tuần thì lại lấy lại và đúng nằm đóng ở biên dưới 30.5. Về mặt kỹ thuật thì cổ phiếu này nó sẽ chưa thể chạy ngay được đâu, và khả năng thì sang thứ hai tuần tới nó sẽ có những cái điểm trả lại cung ở đây. Đó, trả cung, sau những điểm trả cung đó lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì khi đó chúng ta mới đánh giá một cái xu hướng sóng lên của Đạt Phương. CCL mục tiêu về vùng 16 và đã đi được đâu đó khoảng vùng 15 năm nhỉ, qua 15 năm một tí. Thì trong tuần là CCL cũng đã bị bán mạnh. Chính vì bị bán mạnh nên nó có xu hướng là về lại vùng ở đây, vùng hỗ trợ 12 năm, 12 7 đã quan sát thêm. C2 một mã cổ phiếu mục trên góc nhìn về mặt trung hạn cũng đang kết con này đây này.
Với những anh chị em mà đang cầm C2, chúng ta có thể canh ở quanh vùng 20. Điểm này là đẹp đấy này. Có thể canh ở vùng 23 và khoảng 22 chấm. Khoảng vùng 22.8. Sao nó bị lỗi nhỉ? Đến vùng 23. Đó, thì khoảng vùng 237, 238 các anh chị nhé. Vùng này này. Thì chúng ta có thể vào vị thế với những tài khoản mới, những tài khoản mà chúng ta đang cầm, những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ cầm tiếp và cũng đang kỳ vọng trong cái nhịp này thì C2 sẽ đánh break được cái nền ở đây. Đánh break được cái nền 25 là cái nền cản, có thể nói là cản trung hạn của em này, và khi đánh break thoát được cái vùng này thì muốn đánh được thì nó cũng sẽ phải chờ cái lúc thị trường đồng thuận. Nhưng mà chúng ta canh những cái nhịp mà thị trường short á, thì chúng ta sẽ gom dần những cái vị thế thấp ra đặt giá sâu vào. KDH đến thời điểm hiện tại thì tín hiệu hơi xấu và xu hướng cao thì sẽ đi về khoảng vùng 285 đến vùng 29. DRH ở trên góc nhìn của Hùng thì Hùng vẫn đang nhìn ở một cái góc nhìn trung hạn. Góc nhìn trung hạn tức là cổ phiếu vẫn còn có những cái cơ hội vượt thoát đi lên, và cái vùng 14 đến vùng 15 này là cái vùng kháng cự rất là dài của cổ phiếu. Thì trong tuần thì nó đi chớm chám gần được 14 và nó đang bị đạp lại, và cái vùng đạp lại này thì sẽ nghiên cứu ở quanh vùng 11.3 đến vùng 12. Đây sẽ là vùng mà cổ phiếu sẽ có những cái điểm về gọi là về mặt hội tụ về mặt kỹ thuật 11.3. Về mặt kỹ thuật ở một cái kênh xu thế trung hạn. Về đến đây rồi, cổ phiếu sẽ tích lũy và dự kiến nó sẽ có những cái điểm bật ở bên này. C32 thì cũng không có gì cả, 3X là kháng cự và chạm 3X thì đổ thôi. Đổ thì dự kiến ở đâu đó hỗ trợ 26.5. Sell có gì không? Sell hiện tại cũng không có gì đột biến, 13 là kháng cự. Hỗ trợ ở trong biên này đó là vùng 11.5, tức là sell đang đánh ở trong cái biên 13 đến biên 11.5. Đất xanh thì gặp một cái tin cơ bản nó hơi xấu, nhưng nhìn trên những cái ý đồ về tạo lập của đất xanh, bản thân thì đất xanh nó cũng đã chạy được một cái nhịp rất là dài rồi. Và đến bây giờ thì cái vùng ở đây là vùng 26 cũng là cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu này. Cái thời điểm mua đẹp nhất đó là đâu đó cái thời điểm mình phân tích ở đây, bắt đầu chúng ta phân tích một sóng lên, và gần như chúng ta đã phân tích một sóng lên tuyệt đối của đất xanh, phải nói là như vậy. Các anh chị có thể xem lại những bản tin tuần cùng về phía trước để chúng ta biết được cái kịch bản phân tích của đất xanh. Đây thì đang cái mô hình ở đây này là rất là cẩn thận, ở góc độ là thoát được thì ok, nhưng không thoát được thì nó lại trở thành một cái mô hình hai đỉnh ở đây. Thì đối với những anh chị em mà cầm tài khoản đất xanh thì chúng ta sẽ quan sát biên 225 đến biên 235, và đặc biệt là một cái điểm ở đây 215 là điểm chốt chặn cuối cùng của đất xanh. Nếu điểm 215 mà bị phá thì anh chị em nào mà chúng ta đang cầm thì chúng ta chạy nhanh nhanh hộ lên đấy. Ở lại là chết. LDG thì cũng góc nhìn dài. Tuy nhiên trên cái góc nhìn dài đó thì chúng ta phải có những cái điểm gọi là điểm kháng cự ngắn. Thì điểm kháng cự ngắn ở đây là vùng 8, hiện tại thì cũng gặp khá là khó khăn khi công lại vùng 8 ở đây. Với cái tín hiệu kỹ thuật như thế này thì ông này ông ấy lại kiểm tra lại vùng 73 đến 75 trong tuần tới, với khi đó mới có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây thì mới có thể đánh giá thêm được. Hiện tại thì chưa 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 có đánh giá thêm, mà chủ đạo vẫn là đang cái xu hướng là chỉnh giảm về cái vùng hỗ trợ này. DG lần thứ hai nó đi về cái biên hỗ trợ nguy hiểm. Đó, lần trước ở đây nó đi về cái biên hỗ trợ nguy hiểm này thì nó bật lên, còn lần này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm, vẫn là một cây doji. Sau một cây doji này thì chúng ta sẽ xem cái lực cầu có đánh lại được ở trên vùng 30 hay không. Đó, nếu tiếp tục bật vùng 29.5 thì chúng ta chạy nhanh đánh lên 30 thì có thể cầm lại được để chờ chốt, nói chung là chốt thêm được một tí nữa. Tín hiệu hiện tại nó không không thực sự là đẹp. Cổ phiếu Fecom như vậy là sau khi mà nó hình thành được ở đây cái vùng 15, nó test lại ở đây bị thất bại này, test 14.5 bị thất bại. Và sau đó vùng 14 thì phiên kết tuần thì đang đóng lơ lửng ở cái vùng hỗ trợ 14 ở đây.
Thế thì khi mà cổ phiếu mà đóng lơ lửng ở vùng hỗ trợ ấy, thì chúng ta sẽ phải xem thêm hai phiên liền sau nó là phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, thì chúng ta sẽ đánh giá thêm được cái tín hiệu kỹ thuật ở đây. Trường hợp nếu như nó lấp gáp và nó đi về vùng 13 thì như thế là nó xấu, tức là nó không giữ được vùng 14 đó các anh chị, thì nó sẽ đi tiếp, nó sẽ giảm tiếp. LCG thì đã vẽ một cái đường dài như thế này rồi, tức là xu hướng là chỉnh giảm. Chỉnh giảm về đâu ạ? Về đâu đó khoảng vùng 13, 13, 3 đến khoảng vùng 13, 7, 14 ở đây. Thì bây giờ là LCG sẽ rơi về cái vùng hỗ trợ này thì khả năng là nó sẽ lình trình ở đây. Cổ phiếu này thì hai không có gì cả. Kháng cự ở đây này, 22.6 và hỗ trợ ở đây vùng 20 thì nó cứ đi vòng vo tam quốc ở đây thôi. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành dầu khí, một cái nhóm ngành cũng rất là quan trọng. Thì hiện tại thì giá dầu đã, đây là vàng, giá dầu WTI thì đang có những cái điểm test ở vùng 585 đến biên 60 và đang có những cái dấu hiệu phục hồi. Thì cái cổ phiếu nhóm ngành dầu khí thì nó cũng bị ảnh hưởng khá lớn đến cái giá dầu. Tuy nhiên giá dầu là một phần, nhưng trên cái nền tảng ở góc độ kỹ thuật của cái nội tại của nhóm ngành này thì chúng ta cần phân tích sâu thì chúng ta sẽ đánh giá nó được tốt hơn. Thì đối với gas, đây vùng 95 vẫn là vùng kháng cự này, test cung 90 trong tuần thì phiên ngày hôm nay là phiên nó bị mất vùng 90, tức là mất hỗ trợ, nhưng mà cuối phiên thì vẫn kéo lên gần suýt soát. Với động thái này thì nó cũng chưa chạy ngay được đâu các anh chị, khả năng sẽ ở trong biên 85 đến biên 90, đấy là xu hướng của em này. PLX phiên ngày hôm nay có một cây nến dài quá nhỉ, khá là dài. Lực cầu thì cũng không thực sự là khỏe lắm, tín hiệu đường MACD vẫn xấu, tức là trên góc độ kỹ thuật thì PLX vẫn đang thiên về kịch bản chỉnh giảm. Và đó, tuần trước thì cũng đã nói đến cái vùng hỗ trợ 53 đến 53.5, phiên ngày hôm nay thì nó chạm đúng cái vùng hỗ trợ xong nó bật lên. Tuy nhiên cái lực bật này thì không thuyết phục lắm, xu hướng thì nó vẫn sẽ lình trình thôi, test lại ở cái vùng hỗ trợ này thôi. Cổ phiếu PXS là xem nào, mục tiêu là đánh về đâu này này, vùng 8.3 8.5 này này, và nó về đến khá sát ở đâu các anh chị, trong một cái nhịp hồi phục đi lên tín hiệu kỹ thuật ở đây. Thì nhiều anh chị có bảo là em mua ở vùng giá 9 mà đến bây giờ vẫn lỗ anh ạ, thì bây giờ thì thế thì bó tay, bởi vì khi những cái thời điểm ở PXS nó đã hình thành một cái vùng hỗ trợ ở đây. Đó, cái vùng hỗ trợ này là có phân tích này, có phân tích chia sẻ cho các anh chị vùng 6 đến vùng 6.3. Và khi cổ phiếu nó bật lên thì chúng ta đang mua ở vùng này thì đây là vùng tạo nền, thì chúng ta phải gom thêm, thì lên đến cái vùng này thì chúng ta mới chốt cái vùng gom thêm ở đây thì chúng ta mới mới về bờ được chứ. Chứ làm sao mà các anh chị vẫn cứ mua 1.000 cổ phiếu ở đây xong các anh chị ngồi ôm rằng rẵng đến 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 thời điểm này xong bây giờ lỗ vẫn hoàn lỗ. Câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy. Thì bây giờ đấy, ví dụ như vậy. Đó, nó chém chúng ta chém một nhát ở đây xong này, bây giờ chém nhát này, nhát thứ hai nữa này. Lãi luôn, không có câu chuyện lỗ. Lỗ hay không nó là do các anh chị vận hành cái cách vận hành của mình thôi, cái cách tư duy của mình thôi. Chứ khi mà lỗ là nó lỗ thời điểm. Ok, thời điểm các anh chị mua về 9 mà chúng ta cầm 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 về đây là chúng ta lỗ. Nhưng khi cổ phiếu hồi phục về bên này thì chúng ta phải hành động, chứ chúng ta không được khoanh tay đứng nhìn. Nó chúng ta khoanh tay đứng nhìn thì lỗ vẫn cứ hoàn lỗ. Đấy, câu chuyện nó vẫn nằm như vậy, chúng ta phải hành động. Và để hành động được như vậy thì chúng ta lại cần phải biết về hỗ trợ, chúng ta cần phải biết về cái thời điểm nào là thị trường chung nó hồi, thời điểm nào là cổ phiếu nó hồi. Đấy, thì câu chuyện nó như vậy. PXS ở đây này, hỗ trợ này tốt này, khả năng là sẽ bật lại ở đây. Vùng 7, vùng 7 đến vùng 7.2. Rồi, ba mã cổ phiếu top 1 gồm có PVS. Đó, đây, PVS. Thì PVS trong cái mục tiêu cùng phân tích ở đây vùng 26 cộng và sau đó chỉnh này. Chỉnh thì chúng ta có nói đến cái vùng 24 đến vùng vùng 24.5 đúng không các anh chị? Và vùng này bị mất ở trên bản tin tuần. Khi nó bị mất thì chúng ta sẽ bị đưa cái cổ phiếu này về cái vùng hỗ trợ sâu hơn. Vùng hỗ trợ sâu hơn của em này đó là vùng 21.5, phiên ngày hôm nay thì sọt một phát tương đối mạnh. Với điểm sọt này thì cái xu hướng là cổ phiếu nó cũng sẽ chưa 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 tăng mạnh được đâu các anh chị, đừng có nhìn thế này mà vội mua vào, nó sẽ có điểm trả cung ở đằng sau này và nó phải cần có những cái tín hiệu xác nhận, biết đâu được nó chỉ hồi lên một phiên như này, sau phiên sau nó lại bị sọt gãy tiếp, tức là nó bị sọt gãy tiếp cái vùng
21 năm ở đây thì làm sao? Thì nó sẽ đi tiếp. Như vậy thì cái vùng 21 năm không phải là vùng hỗ trợ mà nó lại phải đi về đến tận vùng ở dưới này. Đó, vậy thì chúng ta cứ bình tĩnh, đó, bình tĩnh. Khi mà cổ phiếu giảm bình tĩnh. Còn khi nào mình bắt đầu phân tích một sóng tăng, đấy là cái thời điểm đây này. Thời điểm này bắt đầu phân tích một sóng tăng đây. Đấy, đấy, đó, đó. Cơ hội mà cũng là một cái mã cổ phiếu PVS, cũng là một cái mã cổ phiếu PVD. Nhưng như thế nào các anh chị? Những anh chị nào mà mua theo những cái phân tích trong một sóng lên của đây thì có lãi. Nhưng những anh chị nào mà mua đơm phải cái phiên này, đơm phải cái phiên này là khớp ở khoảng vùng 26 đúng không ạ? Bây giờ nó đạp cho một phát về vùng 20, cam đoan với các anh chị bán đúng đáy. Nó về đến đây bán xong thì cổ phiếu nó lại lên. Đấy, cái vòng luẩn quẩn nó như vậy thôi. Nó có gì đâu ạ. Đấy, cổ phiếu thì nó cũng chỉ như vậy thôi, lên lại xuống, xuống lại lên. Đó. Thì đối với thời điểm hiện tại PVD theo quan điểm của Hùng thì nó cũng sẽ chưa chạy được ngay đâu, nó sẽ có những cái điểm trả gáp lại ở quanh vùng 21.5. Và chúng ta sẽ quan sát cái vùng hỗ trợ và cái góc độ kỹ thuật thì PVD khả năng cái vùng hỗ trợ này sẽ là ok hơn so với PVS, các anh chị lưu ý. Chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ canh cái vùng này để chúng ta chém. PVT thì chưa ổn lắm. Đó, phiên ngày hôm nay đạp về lại cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là vùng 15.6 đến vùng 16.2. Tuy nhiên nhìn trên góc độ kỹ thuật thì PVT cũng đây, đường đường mát nó đang đi như này thì còn lâu mới tăng lại được. Đó, còn lâu mới tăng lại được. Nó sẽ vẫn còn phải lình trình. Và cái biên lình trình thì dự báo ở vùng 15.6 vùng 16.2. Ba mã cổ phiếu top 2 gồm có POVK. Thì POVK tín hiệu ở đây là ổn ở đấy, rơi về vùng này là ổn, nó cũng giống như con PVD. Và đối với POVK thì tín hiệu tạo nền khả năng sẽ nằm ở khoảng vùng 12 đến vùng 12.2. Với những anh chị em mà đang cầm POVK, chúng ta chú ý cái nền hỗ trợ này để sang tuần mới chúng ta cân. BSR thực sự là khỏe, rất là khỏe khi mà thị trường chung bị đạp tưng bừng, nhưng 2 tuần vừa qua thì BSR vẫn không gãy vùng 16.5. Mặc dù trên tín hiệu kỹ thuật thì đường mác như thế này nó thể hiện một cái sự suy yếu nhất định của cổ phiếu, nó thể hiện suy yếu nhất định của cổ phiếu. Và trường hợp nếu như BSR bị phá, tức là xuất hiện một cái cây nến mà nó bị thõng xuống như này thì xấu các anh chị này. Đó, nhưng mà với giá dầu hiện tại thì khả năng là sang tuần tới thì nhóm P sẽ ổn định trở lại thôi và kỳ vọng BSR vẫn giữ được trên vùng 15 năm. Oi. Đó, oi thì bây giờ chúng ta sẽ dừng lại để chúng ta nói oi một tí. Tức là khi mà cổ phiếu oi tăng lên đến vùng 16 cộng á thì đây là cái vùng mà Hùng đã có những cái khuyến nghị với các anh chị là đây là target, đây là kháng cự thì chúng ta sẽ không mua. Thì thay vì những anh chị em, có rất nhiều những anh chị em là mua ở đây đúng không? Có người bán thì ắt hẳn phải có người mua. Mua đến đến tận vùng 16.5, 16.5 ở đây. Đó, 16.5 ở đây. Thì chắc chắn là lỗ rồi. Nhìn thế này là lỗ rồi. Đó. Và đến lúc mà trong phiên ngày hôm nay cam đoan với các anh chị, những anh chị nào mua 16.5 ở phiên ngày hôm nay nó đạp như vậy không bán hơi lạ. Thì sau khi mà có điểm 16.5 thì cũng có nói đến với các anh chị là mục tiêu chúng ta ở vùng 13.9 đến vùng 14.3 thì cái điểm 13.9 đến vùng 14.3 của chúng ta vẫn thất bại. Đó, tức là khi chúng ta dò tìm ra cái điểm hỗ trợ này, mua ở điểm này vẫn lỗ. Nhưng cái lỗ của vùng 13.9 so với, cho là 14 đi, so với cái vùng 16.5 nó khác nhau hoàn toàn các anh chị, nó khác nhau hoàn toàn. Nếu chúng ta mua ở vùng 13.9, ok, trong phiên ngày hôm nay chúng ta vẫn bình tĩnh để chúng ta có thể xử lý được trong một cái tình huống là đó, em này em mới đạp về hỗ trợ. Một phiên này đúng hỗ trợ luôn, 12 năm đến vùng 13. Tức là Hùng muốn chia sẻ cái câu chuyện với các anh chị ở đây là gì? Trong cái phân tích của chúng ta có đúng có sai, có đúng có sai. Nhưng khi mà chúng ta có phân tích ấy, thì chúng ta sẽ loại bỏ được rất nhiều những cái yếu tố rủi ro. Và đó là những yếu tố rủi ro về giá vốn. Đúng không? Hùng không khuyến nghị các anh chị mua ở vùng 16 năm. Mà Hùng bảo là, à cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta sẽ về đến cái vùng 13.9 đến vùng 14.2 chúng ta gom, chúng ta mua. Thì cái điểm mua này vẫn sai. Về mặt lý thuyết là vẫn sai, bởi vì nó lỗ, trong phiên này nó lỗ. Đó, nhưng có thể phiên 1, phiên 2, phiên 3, phiên tới nó không lỗ. Nhưng đó thì cái sai của chúng ta ở vùng 13.9 nó sẽ khác với cái sai của chúng ta ở vùng 16.5. Chính vì vậy nên là các anh chị nào cảm thấy ok, cảm thấy hợp với kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng thì chúng ta đồng hành, chứ chúng ta đừng có bao giờ
tranh luận về mặt quan điểm đó. Hùng không có thích đó, tranh luận về quan điểm chúng ta đi chỗ khác, và nói về quan điểm thì như vậy, Hùng chia sẻ với các anh chị như vậy đó. Chúng ta sai, quan điểm Hùng sai, sai ở đây là gì? 14, 13, 9 vẫn sai đó, nhưng cái sai của 13, 9 nó khác với cái sai của 16 năm đó. Phân tích kỹ thuật, và khi chúng ta hiểu được những cái vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ giảm thiểu đi được những cái yếu tố đó, đúng không ạ? Chúng ta giảm thiểu được cái yếu tố đó. Còn ai mà bảo là không, tôi đánh 10 mã cổ phiếu trúng cả 10, lãi toàn 70-80% cho ông đi theo, bán hết nhà cửa, coi như cắm hết trên người, không còn gì nữa, đúng không ạ? Một cái quần thì đầu tư cuối tháng được 10 cái quần, ai sẽ thích, đúng không? Nếu được như vậy. Rồi chúng ta đi phân tích một cái nhóm thứ hai là nhóm banh. Thì nhóm banh là một cái nhóm mà gọi là giường cột, trụ cột của thị trường. Thì trong phiên kết tuần thì nó cũng hồi lại được, nhưng trong phiên thì đã có những cái nhịp đạp tương đối sâu. Đó, ví dụ BID là đạp về đến tận 40 năm và đóng cửa ở vùng 42. Đấy là mất khoảng tầm 1.600-1.700 trong một phiên. Đó, và sau đó thì nó hồi lại. Thì đối với BID thì đây, bây giờ là trong tuần thì về mặt lý thuyết là nó vẫn lấy lại về vùng 42, nhưng mà góc độ kỹ thuật thì khả năng là cái cây nến này nó chưa thuyết phục đâu. Nó sẽ có những cái điểm lấp lại, tức là trả lại các anh chị. Nó đẹp nhất thì các anh chị cứ nhớ nhớ cho Hùng, khi nó tăng lên đó, thì nó trả lại 1/2. Đó, nó trả lại 1/2, có nghĩa là nếu mà BID mà tích cực đó, là nó trả về đây này. Rồi sau đó nó bật lại này. Tức là kiểu gì nó phải về khoảng vùng 40, đấy nhá, khoảng vùng 41.3. Đó, thì chúng ta sẽ tuần sau chúng ta sẽ nhắc lại con số 41.3. Đó, đẹp nhất thì nó như vậy, tức là kiểu gì nó cũng phải trả về đây, không phải vút vút cái này nó đi được đâu, chưa thể đi được. Đối với công thương thì vùng kháng cự ở đây vẫn là vùng 42, và trong kịch bản tuần thì chúng ta có kỳ vọng một cái câu chuyện là em ấy đánh break vùng 42 để đi lên, nhưng mà cái kịch bản này thì nó đã không xảy ra. Sau khi chạm 42 thì nó lại quay về test lại vùng gọi là vùng chốn cũ, vùng 38. Thì đối với công thương, các anh chị lưu ý ở vùng 38 là vùng hỗ trợ, và nếu như công thương mà bị mất cái vùng 36 đến vùng 36.5 thì đấy là cái vùng hỗ trợ cuối cùng mà chúng ta bắt buộc phải bán cổ phiếu ra. Còn nếu mà bây giờ vẫn giữ được trên 38 cộng thì như vậy nó vẫn khá là ok. Vietcombank, ở hiện tại thì em này đang đi ngang thôi, kết tuần đúng vào biên hỗ trợ 95. Vietcombank trong tuần thì có thể sẽ có những cái điểm sọc về 93 và sau đó nó sẽ long lên thôi. Em này thì giữ nhịp thôi. HD Bank như vậy là đây kháng cự 275 đến vùng 28, chưa thể vượt thoát được. Vùng hỗ trợ của HD Bank ở đây là vùng 25. Không gãy 25 thì cầm, gãy 25 thì xin chào, tạm biệt. VP. VP Bank ở đây như vậy là cái vùng dự đi của nó khoảng vùng 48, nếu không gãy vùng 44.2, và trên thực tế thì nó đã bị mất vùng 44.2. Tất nhiên cái lực mất này thì kết tuần như thế này thì nó cũng không đáng ngại. Hỗ trợ 40-41 xu hướng thì sẽ test lại ở cái vùng này trước khi mà nhảy một cái tín hiệu kỹ thuật hồi lại đây. MBB ở đây sau khi đánh thoát vùng 29, test cung phiên ngày thứ 3, test cung bị thất bại nên nó sẽ đi về lại hỗ trợ ở đây 27 đến vùng 28. Như vậy là MBB mà không mất cái vùng 27-28 thì cầm, mất vùng 27 thì bán. Techcombank ở đây Hùng có nói đến các anh chị vùng 38, không gãy vùng 38 thì chúng ta cứ cầm. Vùng kháng cự của Tech vẫn là vùng 42. ACB kháng cự ở đây vùng 33.5 đến vùng 34.5, và hỗ trợ của ACB ở đây vùng 31. Xu hướng hiện tại thì ACB sẽ vận động ở cái vùng nền tích lũy ở vùng 31 trước khi mà nó có những cái tín hiệu đảo chiều
đảo chiều về mặt xu thế trên tín hiệu dòng tiền và một số các tín hiệu kỹ thuật khác mình sẽ phân tích sau. Còn hiện tại là chưa thấy cái tín hiệu đảo pha đấy. TP Bank kháng cự 29 đến vùng 30. Đấy, về đến vùng này thì không tội gì mà mua các anh chị. Sau đó nó test ở đây này, nó test ở đây vùng 28 thất bại thì nó sẽ có xu hướng đi về vùng 25, 25 đến vùng 25.5 ở đây. Đối với Tech. Ba mã cổ phiếu Pen, à 4 mã cổ phiếu Pen chứ nhỉ, đúng không? STB. STB ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ mường tượng một cái đường đi, đấy một đường đi của STB rất là dài rồi. Thì cái vùng kháng cự của nó là vùng 19 năm đến vùng 20, vùng hỗ trợ của nó vùng 18 đến vùng 18.2, tức là gần về hoặc là quanh vùng hỗ trợ thì chúng ta mua. Lên đến kháng cự chúng ta bán tạm thời như vậy. SHB trong bản tin tuần thì có phân tích một cái target của SHB đó là vùng 19 19 năm đến vùng 20. Thì trong tuần là phiên ngày thứ 3 là SHB đạt được cái target đó và sau khi đạt được xong thì cổ phiếu này đã rơi. Rơi thì nó rơi phiên ngày hôm nay rơi gần về đến hỗ trợ nhỉ, suýt soát về đến vùng 17. Thì nó có một cái lực cầu khá là mạnh, 79 triệu cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên ngày hôm nay. Thì sau một phiên khớp mà lệnh mạnh như này thì chúng ta sẽ chờ lại xem cái vùng ổn định 18 18.3 của SHB. Liên Việt Postbank. Liên Việt Postbank cái vùng kháng cự ở đây là vùng 16 16 năm. 16 năm các anh chị nhỉ, đúng không? Vùng 16 năm thì như vậy là vẫn lỗi hẹn. Đây cũng không công được, đây cũng không công được. Phiên kết tuần thì nó lùi lại về vùng 15 và sau đó rút chân lên trên, nhưng trên xu hướng kỹ thuật sau cái nến rút chân này thì nó sẽ có xu hướng lấp lại gap đó. Tinh thần là phiên ngày hôm nay là phiên chúng ta sẽ dò tìm cái vùng hỗ trợ và dự báo cái điểm lấp gap của cổ phiếu thì nó sẽ nằm ở quanh vùng 15. BVB. BVB như vậy là vùng 14 14 mấy ạ, 14 2 không vừa thoát được. Vùng 14 không được vượt thoát được thì cái câu chuyện như vậy thôi, nó giống như một con xe lên dốc, nó chỉ chật mãi không lên được thì cái khả năng nó bị tụt dốc là rất là cao, thì BBB cũng đã bị tụt dốc. Nhưng không sao, vùng 12.2 lại là vùng hỗ trợ. Đấy, vùng này ta lại mua. Yên tâm, BBB lại mua, mua vùng này xong về vùng 14 ta lại bán. Lướt lát ở trong một cái biên ngắn như vậy, không sao cả. Rồi chúng ta phân tích một số các cái mã ngành chứng khoán gồm có VCI. VCI thì khá là khỏe đây. Trong tuần mục tiêu thì chúng ta đánh về vùng 7x nhưng mà cũng không được vùng 7x, gần được đây phiên này được đến bao nhiêu? 68.5 thì nó bị đổ lại test nền và những cái điểm test nền này đưa VCI về lại vùng 58 đến vùng 60. Phiên ngày hôm nay thì lực cầu tương đối tốt. Tương đối tốt nhưng mà nó sẽ trả lại các anh chị, chưa chạy được đâu, làm gì mà vội thế, ít nhất là nó sẽ trả lại đây này, quanh đây này, khỏe thì trả lại quanh vùng 62, yếu thì lại quay lại về vùng 60 test nền sau đó mới chạy được. SSI. SSI là trong phiên giao dịch như vậy gọi gọi là phiên phiên nối đuối đó, thì SSI cũng có nói rồi, cái biên của nó là 34 năm ở đây thì về cơ bản á, là nó đang chạy như thế này và test cung bị thất bại như thế này thì xu hướng theo như Hùng dự báo, bởi vì là dòng tiền tín hiệu mát một số các chỉ báo kỹ thuật khác như vậy là cái nến rút chân này thì cũng chưa thực sự là khỏe đâu, chưa khỏe và nó sẽ vẫn phải còn về lấp lại ít nhất ở cái vùng đáy chân này một nhát nữa rồi khi đó mới tính toán được tiếp theo. Ở HCM ở phiên ngày hôm nay thì cũng chính thức nó bị mất cái vùng hỗ trợ 30 và xu hướng thì nó sẽ đi về vùng 28 đến vùng 28.5 ở đây để tích lũy và kiểm tra lại lực cầu. SHS vẫn dành một cái sự kỳ vọng lớn cho cổ phiếu này. Ở trong cái góc độ hiện tại thì hốt lỗi này rồi nước ngoài bán này, nói chung là nó không, nó trũng thông tin vô vô cùng nên nó cũng không có nhiều các cái động lực. Thì tạm thời là SHS đây chúng ta phân tích ở vùng hỗ trợ 26 và vùng kháng cự là 3x. Đó, nôm na là cứ chạm về hỗ trợ thì loanh quanh ta mua, về đến gần kháng cự thì loanh quanh ta bán. Không có quá nhiều các cái thông tin hỗ trợ tích cực mà thị trường liên tục bị lỗi. Rất là chán đời luôn.
Cổ phiếu VND thì đây vùng hỗ trợ dài của nó không bị phá đâu các anh chị, đây vùng 27 và vùng kháng cự đây vùng 3x. Thì cũng tạm thời như vậy đi, cứ gặp hỗ trợ thì mua, gặp kháng cự thì bán. Đoạn này đánh dài khó. FPT, FPT, sao lại đánh sang FPT này, FA nhầm, FTS. FTS trong một cái phân tích sóng lên thì chúng ta có nói đến vùng 18 cộng và biên 18.3, không vượt thoát được thì nó lại về lại vùng hỗ trợ. Và hỗ trợ của em này ở vùng 16, biên nó ở vùng 16 16.5, xu hướng ở về đến đây sẽ bật lại. MBS và CTS. MBS kháng cự của em này ở vùng 24 và trong tuần thì nó nhô nhô hai phiên này nó không nhô được, nó lại quay về lại hỗ trợ thôi. Trong phiên ngày hôm nay nó chỉnh về vùng hỗ trợ. Trên quan điểm kỹ thuật thì nó cũng chưa chưa ấy được đâu anh chị, chưa chạy ngay dễ dàng như vậy được đâu, nó sẽ trả lại. Đó, khỏe thì nó sẽ trả lại vùng 21 đó. Các anh chị cứ cứ thử để mà xem. Nó chưa chạy được đâu. Thì góc độ kỹ thuật nó như vậy, phiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dự cái điểm hỗ trợ này và dự cái điểm trả gáp. Đó, trả gáp khỏe thì 1/2 thân, trả gáp sâu thì hết thân, tức là hết, có nghĩa là về lại sâu đến cái vùng hỗ trợ của nó luôn. CTS phiên ngày hôm nay cũng rơi về cái vùng hỗ trợ của nó ở đây là vùng 14.5 và biên hỗ trợ trong nhịp này là 14 đến biên 15. Cũng hoàn toàn tương tự như vậy, xu hướng thì nó sẽ lình xình và nó sẽ test tích lũy ở đây thêm thời gian ở vùng hỗ trợ. VIX, VIX con này là đang bị chốt này. Không cẩn thận là sẽ bị chốt rất là đau. Thì trong một cái nhịp mà chúng ta phân tích một cái sóng lên ở đây thì cũng chỉ xây đến target 40 thôi và đến thời điểm hiện tại là đang một sóng xuống này. Nó đường mác dòng tiền như này thì khó lắm. Nói chung là vùng 3x mà giữ được thì còn có cơ hội, 3x mà bị phá thì nó sẽ rơi về vùng 20 và đâu đó về đến vùng thấp thấp ở dưới này thì chúng ta sẽ tính toán để chúng ta bắt đáy. Cổ phiếu AAS cũng không vượt thoát được biên trên của nó là vùng 9.3 ở đây thì nó lại quay về lại hỗ trợ 7.5 và về đến vùng này thì chúng ta sẽ quan sát tín hiệu. Chúng ta lại mua 7.5, chúng ta mua về đến vùng 9 chúng ta bán. Giả sử như chúng ta mua được 7.5 mà bán 9 1.500, 1,5 chia cho 7.5. Ô cũng 20%, có đúng 20% ta? Làm gì cho lại các anh chị, nhìn bé bé tí tí thế này thôi, 20% đấy, mà thậm chí là con ba con AS này này từ vùng 6.3 này mà phân tích tiêu 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 lên đến tận vùng 9.3 đó là cũng làm 50% đấy, đừng có nhìn cái đoạn ngắn ngắn như của nó như thế này thôi nhưng mà phần trăm lợi nhuận nó lớn đấy chứ không đùa đâu. Con cổ phiếu ba con xin lỗi, AS này là nhiều anh chị em là lướt hơi bị siêu luôn, là chúng ta lướt lần nào chúng ta cũng có lãi đấy. Rồi bây giờ thì mấy cái con mã cổ phiếu ngân hàng thế này thì chúng ta không phân tích nữa, khi nào mà có thời gian thì chúng ta phân tích sau. Chúng ta phân tích sang nhóm ngành thép nhỉ, đảo sang em thép một tí, HPG. HPG thời điểm hiện tại thì nó cũng không có nhiều cái dư địa anh chị, 44.5 là hỗ trợ, 47 là kháng cự thì tạm thời chúng ta sẽ quan sát ở trong biên này, hoặc hay nói cách khác nôm na là đánh ở trong cái biên đó. Hoa sen thì kháng cự đây các anh chị này, vùng 29 đến vùng 30 này là kháng cự của nó gặp kháng cự thì nó đổ thôi, và hỗ trợ hiện tại của hoa sen gọi là cái hỗ trợ cuối cùng của nó ở vùng 25.5. Nôm na còn vùng 25.5 thì chúng ta sẽ còn cầm được, mất vùng 25.5 thì thôi chúng ta cũng phải bán thôi, bởi vì như vậy là xu hướng sẽ bị xấu. Trong nhóm thép thì Nam Kim lồng có nói đến cái chữ TG 2225, thì khi mà phân tích ở đây trong một cái nền tảng tích lũy của cổ phiếu này 21.5 đến vùng 22 thì nhìn thấy còn có một cái cơ hội có khả năng có thể đánh lên được vùng 25, thì trong tuần là đánh cao nhất lên được đến vùng 23.5 và sau đó thì bị tụt lại theo với xu hướng của thị trường. Thì đối với Nam Kim
Vùng 21 là vùng chốt chặn cuối cùng trên góc độ kỹ thuật, quan điểm của Hùng là như vậy. Nếu như em này mà em bị trên đến ngày em nó bị mất vùng 21 thì như vậy là xấu và chúng ta cũng có thể cần phải bán ra. Cổ phiếu TVN cũng như vậy. Sau một cái nền tảng tích lũy ở đây thì cũng có đánh giá là khả năng xu hướng, nếu như cái vùng ở đây này, vùng 14.5 mà cổ phiếu TVN giữ được thì cái cơ hội mà đánh thoát về vùng 18 cộng là cồng. Còn nhưng mà vùng này cũng bị phá. Đó, vùng này mà bị phá rồi, tức là cái phần móng nó bị phá rồi thì làm sao xây được nhà tiếp được, đúng không anh chị? Đó. Thì em này thì cũng không có gì cả. Như vậy là có thể là phiên ngày thứ hai, tuần tới đó thì nó sẽ có xu hướng test trả lại quanh vùng 13, và lúc đấy thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá, kỹ thuật của em này đây. TLH, chúng ta phân tích từ vùng 3.6 ở một trend trung hạn và nó lên được gần vùng 12, cho vùng 4, như vậy là nhân 3, lần. Và để về đến đây thì đây là cái vùng này không còn thơm nữa, khả năng thì tạo lập cũng đang gọi là phân phối hàng bằng một cái cách nào đó thì người ta sẽ phân phối hàng. Và nếu mà gãy 10 thì coi như là cũng là kết thúc của nhóm ngành thép. Nhóm xi măng BCC, chúng ta đã nói đến BCC. BCC. BCC thì bây giờ nó đang ở vận động ở quanh cái vùng kháng cự 12 này. Và phiên ngày hôm nay thì cũng có một cây nến rút chân khá là sâu từ vùng hỗ trợ 10.8. Trên góc độ kỹ thuật thì vẫn đang kỳ vọng là BCC sẽ đánh một nhịp nữa để có thể đi được về đến mắt target của nó là về đến khoảng vùng giá 13 năm đến vùng 14. Tuy nhiên nếu trường hợp như mà cổ phiếu mà bị mất cái vùng ở đây này, bị mất vùng 10.8 á, thì các anh chị cũng đang lưu ý mất cái vùng này có nghĩa là cái vùng đệm về mặt kỹ thuật là xấu thì chúng ta cũng phải bán, bởi vì là target là chúng ta xây là một chuyện nhưng chúng ta không để không không thể chống lại cái xu hướng của thị trường và xu hướng của cổ phiếu. Cổ phiếu HT1 trong cái góc nhìn kỹ thuật thì chúng đang kỳ vọng là đây là một đỉnh và đây là một đỉnh nữa, thì kỳ vọng là đánh break vùng 19.2. Tuy nhiên là trong tuần thì nó cũng chưa đánh được, thị trường chung quá là xấu nên nó quay về cái vùng hỗ trợ của nó ở đây 17 đến 17.3. Xu hướng thì đạp về đến vùng này thì nó lại hồi phục thôi, nó lại hồi phục và nó tích lũy thôi, bởi vì đây là một cái vùng hỗ trợ khá là mạnh của HT1. Cổ phiếu Homem, Homem thì mục tiêu là về vùng 5.5. Con này thì chúng ta nhìn ở trên trend tuần thì nó sẽ đỡ bị lag hay là đỡ bị nhiễu. Đó. Thì hỗ trợ của nó ở đây này, đang canh lại vùng 4.6, nói chung về đến 4.6 mua được. Nhóm ngành cảng biển chúng ta điểm qua nhanh TCV kép. Ôi, làm ngụm nước đã các bác. Tiếng hơn tiếng hơn. TCV kép thì hình như có nói đến câu chuyện là chúng ta nhìn trên trend tuần, nhìn trên trend ngày nó khó chịu lắm. Thì trên trend tuần thì nó có một cái vùng hỗ trợ đây rồi, chính chính là hắn đây. Cái vùng test cung ở vùng 29.5 đến vùng 30, phiên ngày hôm nay thì test sâu hơn một tí nhưng kết phiên thì vẫn lấy lại những cái gì nó đã mất. Thì trên tuần đó thì cổ phiếu này đang có xu hướng và dự báo về xu hướng là có thể tiếp tục đánh. HAH ở vùng giá 26, đó là vùng kháng cự, thì cũng đã khuyến nghị các anh chị chúng ta chốt một phần đi rồi. Trên góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì HAH cũng đang có một cái sự hồi phục nhất định và cái vùng hỗ trợ này khá là mạnh, vùng 22 hỗ trợ khá là mạnh. Sang phiên ngày thứ hai tuần tới thì nó có thể trả lại ở quanh cung 23, và quanh cái cung 23 này chúng ta sẽ quan sát thêm ổn định thì có thể sẽ cân lại cái lượng mà chúng ta đã bán ở cái vùng kháng cự này thì về vùng hỗ trợ chúng ta cân. GMD như vậy là trong tuần thì cũng đã đánh lên, nó về vượt thoát được cái vùng ở đây là vùng 34.5 và sau đó thì không giữ được nhịp và lại đi về hỗ trợ thôi, thế thì là như thế này thôi. Đó thì GMD đúng không ạ? Và cái vùng cái cách đi của GMD thì hiện tại đang như này, tức là nó đang đi vòng ở trong một cái biên gọi là hỗ trợ thì nôm na nó ở vùng 31 và kháng cự thì nôm na nó ở vùng 34.
Cổ phiếu VNA là một em siêu đầu cơ của trong cái nhóm ngành này. Ô, thị trường giảm nhưng nó không có giảm, không hề giảm mà còn tăng tăng như hổ báo này. Về 7, xu hướng về 7, về đến đây thì ai có hàng thì canh mà chốt, đừng có tham. Nhóm ngành Viettel có V VGI, VGI là xấu rồi. Vì sao lại xấu? Vì sao lại xấu? Vì trong tuần thì nó mất, ở đây nó bị mất cái biên 43.5 và sau đó tiếp tục bị mất biên thứ hai ở biên 41.5, thì đây là những cái biên hỗ trợ khá là quan trọng trong một cái trend kỹ thuật đi lên. Với xu hướng này thì cổ phiếu sẽ đi về lại vùng 36.5 để tích lũy lại. CTR test cung vùng 100 thất bại và trong bản tin tuần thì có nói đến khả năng sẽ ở khoảng vùng 92 đến vùng 95. Trong phiên ngày hôm nay thì có một cây nến test khá là sâu và cái điểm 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 test kỹ thuật của CTR trong nhịp này thì có thể tính toán đến tận khoảng vùng 90. Mía đường chúng ta có QNS vùng 44 là vùng kháng cự, các anh chị lưu ý ở đây, đây là cái vùng kháng cự của nó. Vùng cổ phiếu SBT, SBT cũng có nói đến đây vùng 24 là kháng cự và như vậy thì đến về đến vùng này thì chúng ta nên bán, vẽ một cái mũi tên gọi là mô phỏng cái xu hướng cổ phiếu đi xuống và cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật của em này ở đây khả năng thì sẽ đi về đây vùng 20 đến vùng 20.5. Cổ phiếu sẽ tích lũy nền tại đây và sẽ có những cái phân tích định lượng thêm. SLS thì như vậy là target chúng ta xây ở vùng 140 thì cũng suýt soát đạt. Suýt soát đạt nhưng mà cái điểm chỉnh này thì nó chỉnh hơi sâu và điểm chỉnh này thì về mặt thế trận. Về mặt thế trận á, là nó sẽ có thể chỉnh về đây, đường mark đang cắm như này thì khả năng là nó sẽ chỉnh về đây. Tức là về lại biên cũ của nó đây vậy, chị vùng 105 đến vùng 110. LSS trên góc nhìn trung hạn như vậy là gần đạt được đến target 14 năm. Chỉnh giảm kỹ thuật thì đây rồi, khả năng thế này thì không trượt bài đi đâu được rồi. Vùng 12, 11.5 đến vùng 12 sẽ là vùng mà LSS sẽ có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật ở đây, quan sát ở vùng hỗ trợ này. Danh mục cổ phiếu dệt may chúng ta có TCM. Ô, TCM thì bây giờ là vô đối rồi. Cổ phiếu này đánh xổ số và sau khi kéo vượt vùng 86 thì không biết đâu là đỉnh, nói chung là chúng ta cầm thôi. TNG thời điểm hiện tại chưa đạt và cái kháng cự 26 đấy các anh chị, nó rất là khó khăn ở đây. Anh chị em nào mà không xem được bản tin của Hùng mua ở vùng này thì bây giờ cũng sút vó rồi đây. Về đến hôm nay nó nháy phát về đến tận vùng mười mấy đấy ạ. 20.5. Ở xu hướng ngắn hạn thì em này sẽ tích lũy ở quanh vùng biên 20.5 đến vùng 21 và sẽ có thêm những cái phân tích. VGG thì rơi rồi, VGG như vậy là rơi. Mất vùng 50 như vậy là rơi. Và với xu hướng này thì nó lại rơi về đến tận thế này thôi, VGG thì đang bị mất vốn. VGT cũng xấu và các anh chị có thể nhớ lại hoặc nhớ lại thì nó hơi khó nhưng xem lại những cái tiền tuần mùng phân tích cái điểm kháng cự của VGT ở đây. Vòng đã vẽ cái mũi tên này, tức là mô phỏng cái xu hướng là về đến đây thì nó sẽ chỉnh giảm và đến phiên ngày hôm nay. Đó, nó cũng rơi rất là mạnh, vùng 15.3 đến khoảng vùng 16 dự báo sẽ là vùng tích lũy tạo nền. GIL ở đây thì như thế nào nhỉ? GIL thì xu hướng là về đây là bao nhiêu? 65.5. Sau khi mà nó đạt được cái target trong một cái nhịp xổ số ở đây này là vùng 71.5 thì xu hướng nó sẽ chỉnh giảm lại vùng 50 vùng 64.5 ở đây. Chúng ta sẽ có thêm một vài các cái phân tích. Ok, thời gian vẫn còn thì cũng sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu PEN. Thì trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng tập trung một số các cái nhóm PEN, ví dụ hút đó, thị trường giảm nhưng hút vẫn ok, tức là vùng hỗ trợ của hút ở đây vùng 5.8 và trong một cái kịch bản mà chúng ta phân tích một cái sóng lên của hút thì đang kỳ vọng là em này em ấy sẽ đi về khoảng vùng giá 7 đó, đi lên khoảng vùng giá 7.
cổ phiếu HAR chúng ta xem đã bị chốt chưa. Đó thì HAR đúng không ạ, làm một nhịp mà có phân tích các cái nhóm pen này cho các anh chị rồi. Mục tiêu là về đến vùng 6 cộng, và trong tuần thì nó đi cái nhịp này, nó đi gần suýt soát được 6 chấm mấy đây này, 6.2. Và với xu hướng hiện tại thì tại sao chúng ta phải mua ở vùng này, có hàng mang ra mà chốt chứ còn gì nữa, biết đủ là đủ, chốt xong nó lên khúc 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 sau nó lên thì dành cho các anh chị em khác. Đó này, AMD cũng gần như vậy, AMD là hoàn thành xuất sắc vùng 3.6 và còn 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 thậm chí là khéo còn chốt được vùng 3.7 3.8. Rồi AMD thì cũng đang có những cái điểm kéo giải như này, về đến trên này không có thơm nữa các anh chị, mua là mua, chúng ta mua ở vùng hỗ trợ này, về đến vùng này á, về đến vùng này làm gì ạ, bán hai, chúng ta xem nào, hai quá xuất sắc luôn. Đúng không ạ, hai cũng như vậy, chúng ta có những cái phân tích điểm mua rất thấp ở dưới này, và hai thì còn vượt được kỳ vọng, tức là kỳ vọng của chúng ta là 36. Đó, kỳ vọng của chúng ta 36 mà hai còn vừa vươn lên được khoảng vùng 38 và đang bị chốt đây này. Đấy, đây là những cái điểm chốt kéo xả thì chúng ta mang hàng ra chúng ta bán. HHS. HHS phân tích gần như tuyệt đối đạt target 7 trên 7 và sau đó thì sao ạ? Thì tèo. Quang tèo. Thì như vậy thôi, thì cái cách mình tiếp cận vấn đề nó cũng với cổ phiếu nó đơn giản như vậy thôi các anh chị. Vùng hỗ trợ thì cũng sẽ canh tìm mua, vùng kháng cự thì khuyến nghị anh em đừng có mua, mà canh có hàng thì canh mà chốt để mà giữ lại thành quả. Rồi nhóm sông Đà, SDT, SDT thì những cái nhóm này thì sẽ nhìn ở trên những cái góc độ nó trung hạn một tí, thì đến thời điểm hiện tại là em này em mới đang gặp cái kháng cự ở đây này 6.6 và chưa vượt thoát được, và trong phiên kết tuần thì đóng cửa đúng vùng 6.6. Trên góc độ kỹ thuật thì SDT nó cũng có những cái điểm hỗ trợ ở đây này rất là đẹp này, khoảng vùng 6.2, thậm chí nó sâu hơn là khoảng vùng 6. Đó thì đây sẽ là những cái vùng mà sẽ răng lưới để mua, để kỳ vọng một cái sự phục hồi của cổ phiếu này. Thậm chí SDT cũng có phân tích ở trước đây những cái điểm mua sâu hơn cơ, nhưng mà bây giờ thì nói chung là cũng chỉ nhìn ở trên góc độ như vậy đấy. SD4 nó đang nhìn này, nó bắt đầu khởi động một cái sóng tăng, khởi động một cái sóng tăng thì chúng ta mua thôi, hỗ trợ đang canh ở vùng 5.2, 5.2, 5.3 mãi vẫn không khớp, 2 tuần nó cứ đi lình xình ở đây, và cổ phiếu này chỉ cần vượt thoát 6 với một cái lực cầu xác nhận thì lúc đó thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể yên tâm rằng là SD4 sẽ đánh SD6. SD6 cũng như vậy, SD6 như vậy, lực cầu mấy hôm nay cũng tương đối là tốt, và vùng hỗ trợ của SD6 ở khoảng vùng 4.2 thì đang kỳ vọng đây sẽ là cái điểm hỗ trợ chốt chặn của SD6 để chúng ta gom những cái vị thế trong một cái kịch bản mà SD6 đang có một cái theo quan điểm của Hùng là uptrend, uptrend. Đó. Nhóm sông Đà. Nhóm sông Đà nó có một mã cổ phiếu hình như SD3, SD3 cũng để xem lại, SD3 hình như cũng khá là khỏe. SD3 cũng đang khá là hay. Đúng rồi, SD3 trên trang kỹ thuật tuần. Đó thì trên cái trang kỹ thuật tuần của SD3 thì vùng hỗ trợ của nó ở đây. Ta cũng hoàn toàn chúng ta cũng thể canh mua. Đó, cứ hỗ trợ mua thôi. Chỉ có thích hỗ trợ thôi, 3.9 à mấy đấy nhỉ, 3.4 à, 3.4 đến vùng 3.5 đấy, rồi 3.4 đến 3.5. Và đặc biệt là trong tuần vừa rồi thì cũng có view thêm một số các cái mã cổ phiếu trên cái góc độ kỹ thuật rất hay. Mọi người thì bảo là mã cổ phiếu móc cống, nhưng mà ông nhìn thấy móc cống ở trong cái thời gian vừa qua cũng ra tiền đó. Đó. So với lại cầm các cái blue chip thì móc cống của những con này cũng ra tiền. TTF thì đang nhìn thấy một cái sự hồi sinh. Và cái sự hồi sinh này thì chúng ta phải bình tĩnh. Đó, bình tĩnh bởi vì sao? Bởi vì là TTF đang tiệm cận về đến vùng 7 rồi. Thì cũng đang chờ một cái cú đạp lại của em này.
Vùng sẽ canh cái vùng hỗ trợ và đang dự thôi anh chị nhá, dự thôi nhá, dự dự sẽ là cái vùng này sẽ là vùng gom trung hạn. Vùng 5.8, 5.8 dự dự như vậy thôi sẽ là một cái vùng mà ta sẽ gom trung hạn để ta đánh những cái con móc cống này. Đó. Xong đó đến con TTH, TTH thì lãi rồi. Nhìn thế này thôi nhưng mà TTH đi cũng đang rất là đẹp trên những cái góc độ kỹ thuật nó, và gần như TTH thoát vùng 2.5 là đánh tiếp. Cứ nôm na là như vậy thôi. Và cổ phiếu này thì cũng đã được phân tích ở trên room. TTH đây ví dụ. TTH chúng ta sẽ gõ cái bách khoa toàn thư của room không chat đó, ví dụ như vậy, ngày hôm qua. TTH vẫn còn cơ hội. Đó, TTH vẫn còn cơ hội như SN. Đấy thì phiên ngày hôm qua là giá 2.8 mà phiên ngày hôm nay là giá 3.1. Ok. Xong đến mã cổ phiếu HHG. HHG thì cũng phân tích mấy hôm rồi. Đây, bách khoa toàn thư HHG. Tức là sai đúng gì nó nằm ở đây hết. Nó quan điểm như vậy, chúng ta cũng chả có gì phải giấu dốt cả. Sai thì chúng ta nói là sai. HHG ngày 24 tháng 3. Không biết là hôm nay 26 thì hình như đó là đó. Thì lúc đó là con này khoảng vùng giá 2.5 mà. Đó, vùng 2.5. 2.5 đúng rồi, 2.5. Tiếp tục là một cái vùng giá nghiên cứu 2.5 và bắt đầu xuất hiện những cái tín hiệu về dòng tiền. Và phiên ngày hôm nay thì đóng cửa vùng 2.9, lực cầu tương đối ổn định. Và đang kỳ vọng nho nhỏ thôi. Ví dụ như là Hùng mua được ở vùng giá 2.5. Nhỡ may lái nó đánh về khoảng vùng 6. Kỳ vọng vừa vừa thôi, 2.5 lên 6. Được không các anh chị? Được chứ. 2.5 mà lên 6 thì chúng ta lãi bao nhiêu phần trăm ạ? Nói như thế nhá, thì thứ hai các anh chị đừng có mua nhá. Ai mà thích thì mua, còn ai mà ghét cái cổ phiếu móc cống thì tránh xa ra, nhưng đoạn này Hùng thích móc cống, nó hôi. Nó hôi nên là không ai gần tới nó, mà không ai gần tới nó thì nó lại hay. Cổ phiếu nữa là cổ phiếu IT. ITQ cũng hay nhá, ITQ nhá. Cũng phân tích rồi. ITQ. Ôi chà, phiên này hôm nay một cây nến dựng đứng như là cột chống trời. Cổ phiếu này rất hay. Và với xu hướng hiện tại thì đánh thôi. Đó, nó đánh từ vùng 6 chậm vùng 5 à. Vùng 5 mà nhỡ may mà lái nó đánh đây, nó đánh về đến cái vùng ở trên này nhỉ. Về đến vùng này rồi, nó thoát được vùng này nhưng nó đánh về mệnh 15 chẳng hạn. 5 nhân 3 15. Đấy, học số học hơi kém. Đó. Rồi mã cổ phiếu SN, SN cũng đã khuyến nghị anh em vào vị thế rồi. Trên trên kỹ thuật tuần nó cũng đang rất là hay, SN đẹp vô cùng, tổ quốc ta ơi. Đó, đây cũng cổ phiếu móc cống đó các anh chị, hôi lắm, thối lắm nhưng mà cứ cứ ôm nó đi. Đánh thoát được cái vùng 7, vùng 6.3 đến vùng 7 và bắt buộc ở trong thời điểm hiện tại thì đã phải vào vị thế ở quanh vùng 7.5. 7.5, 7.6 tức là đã phải vào ở những cái vùng vị thế rất là cao này, và những cái vùng vị thế này thì chúng ta tạm lấy vị thế để chúng ta có cái bàn đạp để chúng ta sẽ đạp tiếp những cái điểm tiếp theo. Con nào nữa nhỉ? TTF này. À rồi, Điện Quang DQC. Đó, DQC, DQC nhìn thế này thôi. Nhưng mà cũng trong tim lùng phân tích rồi. Nhìn nó rời rạc đúng không ạ? Đây, trên này thì nó đang bị đạp và cũng cũng đang mong mong đạp. Thì em này mà em mới đạp sâu sâu một tí hay đấy. Khoảng vùng 20 đi, đạp về được đến vùng 20 thì tốt. Tức là chúng ta đưa vào tầm ngắm những cái mã cổ phiếu như thế này. Đấy là những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể view ở một góc nhìn nó trung và dài hạn. Thì cách thức tiếp cận vấn đề của Hùng thì Hùng luôn chọn một số các mã cổ phiếu đánh lướt. Trong những cái thời điểm nào thì chúng ta đánh ngân hàng, trong cái thời điểm nào thì chúng ta đánh blue chip, trong thời điểm nào thì chúng ta đánh dầu khí, ví dụ như vậy. Nhưng trong thời điểm, trong những cái tuần vừa qua thì gần như là Hùng chỉ có pen với móc cống thôi. Đấy là những cái mã mà rất là hay. Rồi sẽ có thêm những cái mã cổ phiếu nó sẽ nằm ở những cái góc độ, ví dụ như mã cổ phiếu TSC chẳng hạn. Đó.
Nếu như ai mà nhìn thì cứ bảo rằng là đây là những cái mã cổ phiếu mà nó penny rồi, nó không thực sự không ấy, nhưng mà nếu như chúng ta đánh ở những điểm đây này, vùng 4 này của THC rất là đẹp đó, và bây giờ là nó đánh lên đến 6 rồi. Ôi tuần này lại break cả 6, hôm nay lại còn trần nữa. Cổ phiếu này cũng đang trong đấy, từ vùng 4 đánh lên vùng 6 cộng, như vậy là 50% đó. Và với một cái khối lượng khớp lệnh của em này khoảng tầm 6 triệu cổ phiếu, nhân với giá 6 là 36 tỷ. 36 tỷ cứ rẻ rách nhất thì tính là 36 tỷ một phiên, thì tài khoản của chúng ta cùng lắm thì chúng ta đánh con này được khoảng tầm độ 100-200 triệu, thì như vậy là cái vốn của chúng ta đánh cái mã cổ phiếu này rất là ok, rất là thoải mái. Rồi, như vậy là một số các mã cổ phiếu gọi là penny đó, và trong những cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ tìm kiếm để chúng ta thích nghi với cái tình hình của thị trường đó, và với cái xu thế hiện tại. Rồi, phần thứ ba thì cũng sẽ đi cùng với tất cả anh chị em, chúng ta sẽ đi xem cái kịch bản của tuần giao dịch tuần mới nó sẽ là như thế nào. Thì trước khi mà chúng ta đi vào cái phần này á, thì có một đôi lời tâm sự với cộng đồng nhà đầu tư. Thì bản thân Hùng Lê cũng như tất cả anh chị em của chúng ta thì đã trải qua những tháng ngày rất là như thế nào nhỉ? Buồn à? Buồn vì sàn hốt nó bị lỗi, dẫn đến cái câu chuyện là chúng ta không đo được cái cung cầu cổ phiếu. Nhẽ ra cổ phiếu nó đang lên thì nó lại bị khựng lại, lẽ ra nó phải chỉnh hết nhịp thì nó cũng không chỉnh hết nhịp, tức là nó cứ nằm ở một cái trạng thái lừng khừng, nó giống như thằng nghiện đó, hoặc là cái thằng mà nó thiếu ngủ đó, nó cứ đi vật vã vật vờ ngoài đường đó. Thì cái ông hốt bây giờ khả năng sẽ được ví một cái hình ảnh như vậy, tức là cái ông nghiện, ông ấy đi vật vã vật vờ ngoài đường, cái ông không 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 biết được đâu là đường đâu là nhà nữa, đấy đại loại như vậy. Thì chính vì một cái sự giao dịch như vậy nó sẽ gây nên một cái tâm lý ức chế cho nhà đầu tư, rồi nó sẽ gây nên những cái tâm lý không tốt cho nhà đầu tư nước ngoài, cho các cái quỹ ngoại, đặc biệt là những cái quỹ tỷ đô người ta đó, mà người ta có tiền đó, đúng không ạ? Người ta có tiền và người ta đi đến, đi tìm những cái nền văn minh để người ta đầu tư, đúng không ạ? Thì nó cũng đặt vị thế như các anh chị em của chúng ta có tiền, chúng ta đi du lịch thì chúng ta sẽ chọn những cái chỗ văn minh để chúng ta đầu tư đi đi, đúng không ạ? Những cái chỗ đẹp, những cái chỗ sạch sẽ, những cái chỗ dịch vụ tốt để chúng ta đi đó. Đằng này chúng ta đi đến một cái chỗ mà internet thì không có, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Một cái đất nước văn minh đến một cái chỗ văn minh mà internet không có, ví dụ, hoặc là đi đường thì luôn bị kẹt xe, hoặc là gọi taxi thì không có, gọi xe ôm cũng không có, đấy là lại như thế. Thì chúng ta là người có tiền thì chúng ta có đi đến những cái vị thế, những cái địa điểm như vậy không ạ? Chắc chắn là không. Thì cái mốc 1.200 điểm chúng ta kéo lê kéo lết, đúng không ạ? Kéo lê kéo lết, và cái câu chuyện sàn hốt nó bị lỗi, nó dẫn đến một cái tâm lý nhà đầu tư nó rất là khó khăn trong cái thời điểm vừa qua. Thì đấy là một cái chia sẻ rất là thực tế, và bản thân Hùng cũng như vậy. Trên góc độ phân tích kỹ thuật và trên góc độ chia sẻ với tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư, thì Hùng vẫn nói với cả nhà đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái thuyết gọi là cái thuyết tương đối, tức là cái sai thì chúng ta sẽ phân tích trên cái sai thôi, phân tích trên cái sai đó. Thì đấy là một cái đặc điểm trong cái thời gian vừa qua, và với cộng đồng nhà đầu tư thì chúng ta cũng sẽ cố gắng ở trong cái giai đoạn hiện tại, chúng ta cố gắng ở trên góc độ như thế nào, cố gắng ổn định về mặt tâm lý, tức là trong cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta chưa đặt nặng về cái vấn đề là chúng ta kiếm được nhiều lợi nhuận, nhưng chúng ta phải giữ vốn để đến lúc mà hốt nó hết lỗi, đúng không ạ? Để đến lúc thị trường của chúng ta quay lại trở lại giao dịch bình thường, để đến lúc mà chúng ta có được cái cung cầu ổn định, rồi sau đó thì cũng sẽ có những cái phân tích định hướng khá là sát cho các anh chị để chúng ta có thêm những tham khảo, tức là chúng ta bảo toàn trong cái thời điểm hiện tại là chúng ta phải bảo toàn. Đó, bảo toàn như thế nào thì ngay từ đầu cái bản tin thì cũng đã chia sẻ với anh chị rồi. Ví dụ khi thị trường chúng ta bị mất các cái ngưỡng hỗ trợ thì chúng ta phải làm gì? Ba việc chúng ta nên làm. Và khi thị trường có những cái tín hiệu xác nhận tạo đáy thì chúng ta cũng phải có những cái việc cần phải làm. Thì trên góc độ chia sẻ về mặt kỹ thuật thì cũng có đánh giá với các anh chị em như sau, tức là trong tuần tới thì tinh thần thứ nhất đó là tinh thần trả gáp. Đó, trong phiên ngày hôm nay thì thị trường của chúng ta đã rút một cái kể cả VN Index, chúng ta rút một cái hình chữ V rất là khỏe ở đây, đó, rất là khỏe ở đây. Tuy nhiên thì nó sẽ phải có thêm những cái điểm test cung về mặt kỹ thuật. Thì những cái điểm test cung về mặt kỹ thuật đó thì thị trường chung của chúng ta sẽ hội tụ ở
vùng 1.150 điểm. Trên cả 3 chỉ số VN-Index, VN30 và chỉ số phái sinh thì ở trên cái bộ 3 chỉ số này thì nó sẽ hội tụ ở vùng 1.150 điểm. Và ở phiên giao dịch ngày thứ hai thì xu hướng cao là nó sẽ test lại cung. Và đối với cái trường hợp mà test cung thất bại thì nó sẽ như thế nào? Đó, cái câu chuyện là chúng ta kỳ vọng là một câu chuyện, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng những cái kịch bản nó xấu hơn, đúng không ạ? Đó, ví dụ như là trong bản tin tuần thì chúng ta nói đến là VN-Index có thể test về vùng 1.185 điểm. Vậy thì khi test cái điểm này đây, khi test cái điểm này, nếu như cái điểm này nó thành công, ok, ở đây nó cái lực bật nó đi lên, thì như vậy là thị trường của chúng ta tốt, cổ phiếu của chúng ta tốt, chúng ta sẽ có thể cày cuốc được. Nhưng cái kịch bản nó xấu hơn, tức là chúng ta không thể chống lại xu hướng thị trường. Những anh chị nào mà chống lại xu hướng thị trường là chúng ta sẽ thất bại. Chúng ta sẽ thất bại, mà chúng ta phải hành động theo xu thế của thị trường. Mà hành động theo xu thế của thị trường đó là làm gì? Đó thì chính là cái đây. Hùng sẽ search lại cái 11 giờ. Ngày hôm nay thì Hùng sẽ nói khá là kỹ đó, ngày 24 tháng 3. Ngày 2 223 23. Đó. Đó thì tại 11 giờ ở ngày 23 tháng 3 thì khi mà những cái ngưỡng hỗ trợ bị mất thì chúng ta bắt buộc phải bán chốt một phần cổ phiếu, vì như vậy xu hướng chung của thị trường sẽ xấu. Như vậy thì đây chính là cái câu để chúng ta nương theo xu hướng thị trường. Còn nếu chúng ta không, tôi không bán, tôi đứng lại, tôi chống lại thị trường đấy, tôi bảo là tôi sẽ tôi không bán, tôi nắm giữ lại và thị trường của chúng ta sẽ hồi phục, nhưng biết khi nào nó sẽ hồi phục. Đó, nó hồi phục được cái tốt, đúng không ạ? Nhưng nếu nó không hồi phục thì chúng ta sẽ thất bại và chúng ta sẽ lấn sâu vào trong những cái trận giảm như vậy. Đó, những cái trận giảm như vậy thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Thế thì cái kịch bản mà kỳ vọng tốt nhất của VN-Index, VN30 và phái sinh trong tuần tới là test lại cái biên 1.150 điểm. Và cùng lắm thì nó sẽ ở cái biên ở đây này là biên 1.130 điểm đối với chỉ số VN-Index, chỉ số VN30 F1M nó sẽ ở vào khoảng 1.140 điểm, nó không gãy, và chỉ số VN30 ở vùng 1.135 điểm. Đó thì đây là những cái chốt chặn mà có thể kỳ vọng về một cái sự phục hồi của thị trường, tức là khi thị trường tạo đáy thì thông thường nó cũng sẽ có những cái cú ra chân để nó đạp qua cái hỗ trợ. Khi đạp qua hỗ trợ thì nó có hai ý, một là nhà đầu tư sẽ bán vào lúc đó thì cộng với cái hiệu ứng của call for sell thì thị trường nó sẽ giảm rất sâu, và sau những cái điểm mà bị bán xong đó thì một cái lực tay to nó sẽ bắt lại những cái mã cổ phiếu bị bán sàn hoặc bị bán giá thấp thì nó kéo thị trường quay trở lại. Và thông thường sau một cái cú cú ao như vậy thì thị trường sẽ đảo pha. Nhưng cái thời điểm hiện tại là sàn hốt nó bị lỗi thì sẽ không có những cái cú đảo pha như vậy. Vì sao? Vì khi ví dụ như trong phiên sáng ngày hôm nay đó, ví dụ như vậy, thì khả năng nếu như mà hốt không bị lỗi thì sẽ có một cái cú đảo pha ở đây rất là đẹp của VN30. Đó, về bản chất là sau khi nó kéo lên nhá, nó test lại cung và đến đoạn này thì nó chết này. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, vol nó đang cao nhá, xong đến đoạn này là vol nó lít nhít lít nhít, tức là nó không khớp lệnh đây. Đấy, đều như vắt chanh đây các anh chị. Đó, này lỗi này, lỗi này, lỗi này, lỗi này. Đó. Vậy thì như thế này thì làm sao để có thị trường có một cái cú đảo chiều ngoạn mục, rồi làm sao mà thị trường chung của chúng ta có được những cái bước phát triển, thì đấy là những cái tồn tại trong cái quá trình vừa qua. Thì trên góc độ kỹ thuật thì Hùng đã có chia sẻ với các anh chị rồi, vùng 1.150 điểm sẽ là vùng hỗ trợ chung của toàn thị trường trong tuần tới. Ở phiên giao dịch ngày thứ hai, đó, phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng ta sẽ quan sát ở mốc này, và cùng với đó thì các cái mốc hỗ trợ sâu mà Hùng đã có phân tích ở trên đây. Và để các anh chị nhận được những cái thông tin khuyến nghị của Hùng thì Hùng cũng mời cộng đồng nhà đầu tư khắp mọi miền của Tổ quốc chúng ta đang mở tài khoản tại các cái công ty chứng khoán khác thì có thể về đồng hành với team của ông Lê tại công ty chứng khoán VPS để chúng ta có thêm những cái thông tin tham khảo trực tuyến và nhận thêm những cái phân tích về mặt cổ phiếu đó. Và Hùng sẽ lọc ra những cái mã cổ phiếu nào trên góc độ kỹ thuật nó là tốt nhất thì giới thiệu cho anh chị em. Tất nhiên cũng đã có chia sẻ ở trong cái phần bản tin rồi, đó là không phải tất cả những mã cổ phiếu chúng ta lọc ra, tất cả những mã cổ phiếu chúng ta phân tích nó đều tăng giá, và nó sẽ có sự sai số, và cái quá trình sai số thì chúng ta sẽ sử dụng các cái nghiệp vụ về kỹ thuật
Đó, khi chúng ta mua thì chúng ta sẽ mua thăm dò 10%, đúng không ạ? Rồi 20%, rồi 30% những cái điểm mua đầu tiên để làm gì? Để chúng ta xem là à, như vậy cái cổ phiếu sau khi chúng ta mua về T3 nó có lãi không? Nếu nó lãi thì là đúng đúng cái tư duy của chúng ta. Nhưng nếu nó bị lỗ, nó đi ngang hoặc nó bị lình xình, như vậy là sai bị tư duy, thì với những cái điểm mua 10% chúng ta sẵn sàng chúng ta cắt đi để chúng ta tìm những cái mã cổ phiếu khác tốt hơn, tiềm năng hơn. Thì cái việc làm đó thì mọi người hay nói nôm na nó là chúng ta trồng thêm hoa và chúng ta sẽ cắt cỏ, và những cái mã cổ phiếu mà chúng ta mua về mà nó bị sai xu thế thì đấy là cỏ trong cái vườn hoa của chúng ta. Và chúng ta liên tục làm như vậy, chúng ta mua 10 mã cổ phiếu thì chúng ta lọc bước một, chúng ta lọc ra còn khoảng tầm 6 mã cổ phiếu, chúng ta loại đi 4 mã cổ phiếu không tốt. Sau đó từ 6 mã cổ phiếu thì chúng ta lại tiếp tục loại đi 2 mã cổ phiếu để chúng ta về 4 mã cổ phiếu, và có thể cái danh mục còn lại sau một cái đợt cơ cấu của chúng ta chỉ còn lại khoảng 4 đến 5 mã cổ phiếu. Đấy là 4 đến 5 mã cổ phiếu tốt nhất trong cái số mà chúng ta đã lọc ra được khoảng 10 mã cổ phiếu. Thì đấy là những cái phương pháp mà Mồng Lê chia sẻ, và mong muốn là cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta thì cũng sẽ tiến bộ dần lên theo thời gian. Và tất cả những cái phân tích chia sẻ của Hùng trên bản tin tuần thì đấy là những cái ý kiến cá nhân của Hùng. Nếu các anh chị cảm thấy phù hợp thì chúng ta mang về dùng, nếu chúng ta cảm thấy chưa phù hợp thì chúng ta sẽ có thêm những cái điều chỉnh để nó được tốt hơn. Rồi, bản tin tuần này đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cộng đồng nhà đầu tư, anh chị nhà đầu tư trong các cái bản điểm tin tiếp theo.